Đăng kỳ liên hương họ và thực hiện bài sanh đổi sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuyển thảo cung kính đảnh lễ sư tôn Thiền Đức chứng minh. Con cung kính đảnh lễ vị khách mời đặc biệt của buổi phát đàm tối nay, đó là thượng tọa Thích Trường Sĩ. Và con cũng xin kính chào quý đặc hữu Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị sức khỏe, đức lệ lan là như đặc biệt. Kính thưa thượng tọa, chúng con vô cùng tri ân thầy đã nhận lời mời của ban truyền bá và cung đón thầy lần đầu tiên đến với buổi pháp đàm của ban truyền bá giáo lý Âu Châu. Sau đây chúng con xin có đôi lời giới thiệu thượng tọa đến với chúng chúng. Thượng tọa Đào Hiệu Thích Trường Sĩ, thầy sinh năm 1968 tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Năm 1985, thầy xuất gia tại chùa Liên Nghĩa và là đệ tử của cố trưởng giáo Hòa Thượng Thượng Như Hạ Tịnh, viện chủ Khai Sơn, chùa Liên Nghĩa. Năm 1988, thầy thọ giới. Năm 1993, thầy thọ giới lớn tại giới đàn chính phủ tại chùa Long Sơn, Nha Trang. Năm 1994, thầy tốt nghiệp trung cấp Phật học tại Nha Trang, khóa 1, hạng 2. Năm 2001, thầy tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Sài Gòn, khóa 4, hạng 3. Năm 2004, thầy tốt nghiệp thạc sĩ Phật học tại Đại học Delhi, Ấn Độ, hạng nhất. Năm 2005, thầy tốt nghiệp phó tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi. Năm 2009, thầy tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi, hạng tư. Từ năm 2010 đến năm 2012, thầy đã sống và hoằng pháp tại chùa Cổ Lâm, thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Nơi đây, thầy được trường Đại học Seattle và Hội giáo viên Phật tử nhiều lần thuyết trình về những đề tài Phật giáo. Từ năm 2012 đến 2014, thầy làm giáo thọ tại chùa Linh Sơn, Austin, Seattle, Texas. Năm 2018, thầy đã thi đậu quốc tịch và chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ. Cuối năm 2014, thầy và quý Phật tử nơi đây đã có đủ duyên lành mua được mảnh đất và cho xây dựng lên ngôi chùa Pháp Nhãn ở vùng phụ cận Austin, tiểu bang Texas. Đầu năm 2015, thầy chính thức khai sơn và chủ trì cho đến ngày hôm nay. Nơi đây, thầy đã hoàn dương Phật pháp cho những người Phật tử và không phải Phật tử tại Hoa Kỳ. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu thượng tọa Như Đạt Phật. Em kính bạch thượng tọa, đọc qua lịch sử của thầy thì chúng con vô cùng kính ngưỡng sự tu học của thầy. Trong chính niệm hoằng pháp, thầy đã dành rất nhiều thời gian nỗ lực tự thân hầu để chia sẻ kinh nghiệm của mình, hướng dẫn hàng Phật tử chúng con tu tập và đạo giác ngộ. Chúng con hôm nay nguyện lắng nghe lời chỉ dạy của thầy trong chủ đề Phật đản, làm hồng mai hương Đức Phật Thích Ca những bước trên đường tu tập, nguyện đem lợi cho mình và cho mọi người. Thưa thầy, trước khi vào buổi phát đàn để có lịch sử gia đình của người tu tập Phật, thì chúng con cùng thỉnh thượng tọa hướng dẫn chúng con niệm hoằng danh Đức Bổn Sư. Dạ, kính mời đại chúng chúng ta chắp tay và chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, lần đầu tiên thầy đến với châu Âu, một ban của ban truyền giáo giáo lý châu Âu, thầy thấy tụi con sao ạ? Bây giờ thầy tới cũng hơi sớm nửa tiếng, và tụi con cũng đã được dần làm quen được với thầy.
Hiện tại giờ thì chúng ta có 32 vị đang theo dõi chương trình. Thầy cũng muốn chia sẻ một chút gì không ạ? Nếu không thì chúng ta vô đề tài luôn ạ. Dạ. Trước Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết và trên hết, chúng con đề đầu kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đề đầu kính lễ chánh pháp vi diệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đề đầu kính lễ tăng đoàn an lạc và kính chúc sức khỏe đến toàn thể đại chúng thân khỏe và tâm an trong Phật pháp. Và hôm nay là ngày 19 tháng 5 2022, chúng ta đang có mặt trên Zoom của Ban Hoằng Pháp ở châu Âu. Thì lời nói đầu tiên, chúng con đề đầu kính lễ chư tôn trưởng lão ở châu Âu, quý ông chủ tịch và phó chủ tịch, ông Tánh Thiệt, ông Như Điển và quý thượng tọa Hạnh Tấn Quảng Đạo và thượng tọa Đồng Văn, cũng như chư tôn đức có mặt trong Zoom hôm nay. Và rất là vui được đến với cái lớp học Phật pháp và Zoom này, và kính chúc sức khỏe đến toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử ở nhiều phương khác nhau được an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, để bắt đầu cho việc Phật đàm, chủ đề Phật đàm trong tôn giáo và tín ngưỡng, thì trước tiên cho phép con xin được hỏi câu hỏi đầu tiên về năm sinh của Đức Phật. Thưa thầy, theo con được biết thì có rất nhiều Phật tử luôn bị nhầm lẫn trong cách tính năm sinh của Đức Phật, bởi vì Phật lịch thì mình không có tính từ ngày Đức Phật đản sinh. Xin thầy có thể nhắc lại cho chúng con được rõ không ạ, tính cách tính năm theo Phật lịch và theo Phật đản như thế nào không ạ? Kính thưa chị Thiên Thảo và đại chúng, thì quý vị có hai cách làm việc. Một là thầy trả lời trực tiếp, quý vị có theo được không? Hai là thầy dùng PowerPoint, thầy chia sẻ rồi đại chúng có theo kịp không, thì quý vị thích cái nào. Nếu mà PowerPoint thì cái dòng chữ và cái chữ viết nó đi từng nét một, từ dòng chữ một, thì quý vị có thể theo được. Thì quý vị thích cái nào? Dạ con nghĩ là thầy chia sẻ thì con thấy gần gũi hơn. Là dùng PowerPoint hay là dùng trực tiếp? Trực tiếp thì con nghĩ mình gần gũi hơn. Dạ, mình chỉ thích mọi người chắc tính gần gũi như vậy. Dạ rồi, kính thưa toàn thể đại chúng, kính thưa chị Thiên Thảo, thầy như ba câu hỏi đó quý vị biết đó, là thường thường đó, chúng ta hai cái ngày mà hai cái năm mà chúng ta thường nhầm, thì thường thường đó, mà có người hỏi là Phật đản là lúc nào và Phật lịch là năm nào, Phật đản là năm nào, thì quý vị nhớ hai cái yếu tố này nha. Thì quý vị nhớ con số chuẩn, mình nhớ con số chuẩn, con số mà chính xác á là không bao giờ trật hết á nha. Nhiều con số khác nhau, các nhà sử học á, họ đưa nhiều con số khác nhau, nhưng mà họ đưa một con số mà chuẩn nhất á, mà được số đông dùng đó, là quý vị nhớ cho thầy, là con số là 624 BCE, là trước công nguyên hay là trước thường lịch, 624, và quý vị cộng với cái năm hiện tại là năm thường lịch, là năm nay á, ví dụ là năm mấy, là 2022, nhớ cái số đó giùm thầy. Năm nào đã chuyển kệ nó, nhưng mà quý vị nhớ cái năm mà năm Đức Phật ra đời đó là năm 624, rồi cộng cái năm mà hiện tại là quý vị thấy là quý vị có cái con số đáp án là cái năm năm sinh của Đức Phật, là bây giờ mình cộng lại là bao nhiêu, là 2646. Rồi con số đó là gọi là Phật đản lần thứ 2646, được chưa? Đó là cái số Phật đản nha. Mai mốt mà ai, bất cứ người bạn đạo hay là người khác tôn giáo mà hỏi Đức Phật năm sinh là lúc nào, thì mình nhớ, mình không nhớ chính xác thì mình lấy cái năm nhất là cái năm 624 cộng cái năm hiện tại là nó ra con số. Và tiếp theo là quý vị có con số 624 rồi nha, quý vị trừ cho 80 năm Đức Phật trụ thế ở đời là 80 tuổi, thì quý vị lấy con số đó là 624 trừ cho 80 thì nó ra con số gì, là 544. Có con số 544 thì lúc đó
thì quý vị lấy 544 cộng cho cái năm hiện tại, cái năm mà năm thường lịch năm nay nè là 2022, thì nó ra là con số là gì? Con số Phật Phật lịch là năm nào? 2656. Quý vị không? Đó thì nhiêu đó là quý vị nắm là nắm con số đó rất là dễ dàng, rất là không có sai gì hết trọn trừng. Cho nên từ đây về sau thì quý vị nhớ hai con số cho thầy, là từ đó nó ra, một là nói về cái năm sinh là 624 và cái năm Đức Phật nhập diệt là năm 544 BCE, rồi quý vị cộng cái năm hiện tại nó ra Phật lịch, rồi ra năm Phật đản. Nếu được gì là Phật tử mình là nhớ được cái ngày sinh của Đức, năm sinh và ngày sinh Phật đản của Đức Phật. Chúng con xin cảm ơn sự chia sẻ của thầy ạ. Con nghĩ là bây giờ chắc mọi người cũng từ Phật tính ạ. Để cho đến khi mà mình có mà cái giống như thầy nói là có ai mà hỏi là hôm nay là năm chúng con yêu mà Đức Phật như vậy thì sao mình là con Phật mình cũng nên trả lời cho nó đúng ạ. Cảm ơn sự chia sẻ của thầy. Dạ. Cô Diệu Thảo nói nhỏ quá nghe không được. Cô Diệu Thảo ơi. Dạ con nói nhỏ. Vâng, nhỏ quá. Nói như thầy vậy đó, nói như thầy là nghe tốt. À vì cái lo, cái lo. Dạ con sửa. Dạ. Cái lo của thầy hơi hơi mở cái âm ly nó hơi là anh lớn xíu. Không, chúng con cũng mở lớn nhất rồi. Dạ, để con cố gắng nè. Để tiếp theo thì con muốn kêu thầy là mùa Phật đản với làm chúng con nhớ đến vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sinh hướng Bắc Ấn Độ thuộc địa phận Nepal hiện nay, thì con có thắc mắc là tại sao trong cương vị một thái tử mà ngài không được sinh ra trong cung điện của vua cha mà lại sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni thưa thầy, cách đó 25 cây số. Thì thầy có thể phản lại cái bối cảnh lúc đó như thế nào để cho chúng con có ấn tượng sâu hơn về sự vọng đạo này không ạ? Dạ, cảm ơn chị Thiên Thảo. Thật ra thì quý vị biết là Nepal Lumbini cái thời đó là thuộc về đất nước Ấn Độ cổ đại. Đất nước Ấn Độ cổ đại cái thời đó rộng lắm chứ không phải là bây giờ. Nepal nó thuộc về Ấn Độ luôn, rồi Pakistan, vân vân, Bangladesh, vân vân, qua mấy cái nước đó là thuộc về đất nước của Ấn Độ cổ đại. Nhưng mà mình nói nhìn chung á là theo cái văn hóa của người Ấn Độ đó là văn hóa theo mẫu hệ nha. Thì mẫu hệ là khi là con gái á, bởi vì cái đạo Phật nói riêng và văn hóa Ấn Độ nói chung mình có ảnh hưởng với nhau. Bởi vì khi mà theo cái văn hóa của người Ấn Độ đó là cái người con gái mà lập gia đình đó mà có người con đầu lòng đó, thì theo cái văn hóa của người Ấn Độ là mẫu hệ là phải đi về nhà cha mẹ để cho cái kỳ sinh nở. Do đó biết rằng là sắp tới kỳ sinh nở rồi thì vua Tịnh Phạn Vương và mới cho phép là Thánh Mẫu Maya mới đi về tại đất nước của mình, là ở trên đường đi là thân vua Thiện Giác, tức là vua cha của Thánh Mẫu Maha Devi, thì lúc đó là theo cái văn hóa mẫu hệ cho nên phải đi về để cho cái kỳ đỡ. Thì trên đường đi á thì đi ngang cái vườn Lâm Tỳ Ni, thì lúc bấy giờ thì cái môi trường rất là đẹp và cái không gian rất là đẹp, cho nên Thánh Mẫu Maya, như quý vị thấy cái hình mà thầy đưa ở background này, cái hình giao diện đó, đây là cái hình của Thánh Mẫu. Thì Thánh Mẫu mới đưa một tay lên đó vịnh cái cành cây vô ưu nha, rồi sau đó Thái tử mới sinh ra. Thì cái văn hóa của người Ấn Độ là thứ nhất là theo cái mẫu hệ, cho nên là phải theo đi về bên vua cha vua mẹ để thánh bên mẹ bên cha để sinh con. Nhưng mà trên đường đi sinh con là cái môi trường ở sinh ở dưới cây vô ưu, thì quý vị biết
cái cây vỡ ưu á, thật ra thì bây giờ cách đây 2646 năm mình không có lúc đó, cho nên mình không có biết, mình chỉ học sử và mình chỉ nhớ lại thôi. Cái đó không biết cái diễn tả như thế nào, nhưng mà theo cái văn hóa biểu tượng đó thì cái cây vô ưu á, nhàn vô có nghĩa là không, ưu là không có phiền muộn, vô ưu có nghĩa là không có phiền muộn, không có sầu não, cho nên mới gọi là cây vô ưu. Tiếng Phạn gọi là Asoka, Asoka, Asoka tức là tiếng Phạn gọi là no non not á, tức là không á, thì á, là không phiền muộn, không có phiền não, cho nên á, là gọi là vô ưu. Thì ở đây cái nghĩa của nó là tượng trưng cho cả mẹ và lẫn con nha. Thì cái khi mà mang thai á, thì theo cái lịch sử ghi rằng á, là khoảng 10 tháng bắt đầu mới Hà Nhi Thánh Sĩ Đạt Ta và Đức Phật sơ sinh mới sinh ra, thì cả mẹ lẫn con và kể cả Vua Tịnh Phạn Vương nữa là không có sầu não, không có buồn phiền, không có bực bội, không có gì hết. Cho nên á, cái nghĩa đó là nghĩa biểu tượng gia đình hạnh phúc, thì khi mà trong quá trình mang thai cũng là hạnh phúc luôn, thì mới sinh ra người con nhờ cái chất liệu và cái yếu tố đó sinh ra cái người con. Cho nên á, nói theo cái văn hóa của người Việt Nam á, là mẹ tròn con vuông. Con vuông ở đây có nghĩa là gì? Hoàn hảo về tâm linh, hoàn hảo về cái đời sống, hoàn hảo về cái ý thức, nó không có bị sầu muộn, không có gì hết, cho nên sanh ra người con rất là tròn trịa về cái mặt đạo đức, về mặt tâm linh đó, cho nên mới có cái hình ảnh là cái cây vô ưu. Thì cái nghĩa nó là gì, thì chúng ta nắm được cái ý, tức là thứ nhất là không có phiền muộn, thứ hai nữa là theo cái văn hóa của mẫu hệ là cái thời Phật, cho nên phải bắt chước, phải đi về để cha mẹ cho cái kỳ sinh nở là như vậy. Mở cái mic ra để nói. Cái microphone á, mở cái microphone, cái máy nói không nghe, đại chúng không có nghe tiếng nói. chưa mở cái microphone, mở cái mic ra mới. Dạ, con cảm ơn sự chia sẻ của thầy ạ. Vậy là có nghĩa là cái đó là cái thời Ấn Độ hồi đó là cái hệ mà người phụ nữ mà có con đầu lòng là phải về bên cha mẹ mình để mà sinh con. Dạ đúng rồi. Con cảm ơn thầy. Thì để tiếp tục đó thì cũng vẫn là cái đề tài mà trong lúc mà Hoàng Hậu Hoa Gia về bên cái mẹ của mình để sinh con đó, thì trong những bài viết mô tả là sự đản sinh của Đức Phật mang nhiều ngôn ngữ biểu tượng, giống như hình ảnh voi sóng ngà đã nhập mẫu thứ hai trong giấc mơ của hoàng hậu, hoặc là những hình ảnh mà khi thái tử sinh ra thì đi bảy bước, dưới chân thì có lên bảy giá hoa sen để chân ngài, rồi hình ảnh Đức Phật là một ngón tay thì chỉ lên trời, và một ngón tay thì chỉ xuống dưới đất. Thầy có giải thích nào cho chúng con về những cái ý nghĩa biểu tượng đó, để chúng con được hiểu rõ hơn Phật giáo của dân người Đức Phật nói lên những biểu tượng đã tới vắng diễn tả và câu đầy như thế này, có thể chỉ dạy cho chúng con. Dạ, câu hỏi rất là hay. Thì quý vị, trước khi mà mình giải thích từng chi phần của mấy cái ý nghĩa biểu tượng đó, chẳng hạn như là voi trắng, voi màu trắng, rồi có bảy ngà, rồi sau đó có sáu ngà, rồi sau đó là có biểu tượng là đi bảy bước hoa sen, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, thì mình sẽ nghe cái vấn đề đó tiếp theo. Thì trước khi mà nghe vấn đề đó chi tiết á, thì thầy giải thích từng phần. Thí vị á, biết á, là cái con voi á, màu trắng á, voi á, người Ấn Độ á, người ta rất là tôn trọng, bởi vì voi á, cái nghĩa thứ nhất á, nó có nhiều nghĩa. Voi á là tượng trưng cho sức mạnh nha, sự hùng mạnh, sự nó to con lớn con đó, cũng nghĩa biểu tượng, nghĩa là chỉ cho cái mạnh, sức mạnh. Và ngay cả kinh điển á, dùng á, chẳng hạn như là tất cả chánh pháp của Đức Phật á, chẳng hạn như là một cái bao nhiêu dấu chân á, của những con vật khác á, nó đều nằm ở trong dấu chân voi. Thì thứ nhất là
là chánh pháp của Đức Phật nó ví như á là rộng như cái chân voi á, tất cả những cái lời dạy thế gian hay là tôn giáo học nó đều nằm gọn ở trong cái chánh pháp. Dấu chân voi á là tất cả những dấu chân con vật đều nằm ở trong đó, đó là cái dấu chân. Bây giờ cái màu trắng á là tượng trưng về sự tinh khiết, sự trong sạch nha. Sinh ra đời là phải có cái sự trong sạch, hoàn hảo về đạo đức, hoàn hảo về tâm linh, hoàn hảo về thể xác vân vân. Thì cái nghĩa nó là cái nghĩa biểu tượng là màu trắng là tinh khiết, trong sạch, và sinh ra đời là không còn nghiệp nữa, sạch hết. Cho nên mới thể hiện ở đời này là kiếp cuối, đời này là đời cuối của Bồ Tát Siddhartha, Đức Phật sơ sinh. Đó là cái nghĩa, đó là nghĩa biểu tượng nha. Bây giờ cái voi mà sáu ngà đó là tượng trưng cho tinh thần lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật là gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Quý vị theo kịp không? Tức là một vị Phật, một vị thánh hay là một vị Bồ Tát hay là một vị có đại nguyện lớn, khi mà ra đời á là phải có sáu yếu tố này, phải có thực hành sáu yếu tố này mới đi vào thế gian được. Chứ còn mà không có mấy sáu yếu tố ba la mật là paramita, hay là có sáu yếu tố hoàn hảo này á, perfection á, hoàn hảo này á, thì lúc bấy giờ mới đi vào đời để giúp đời thêm vui và bớt khổ. Cho nên phải có sáu yếu tố này. Thời gian không cho phép, mình chỉ nói tổng quát cái pháp số thôi: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Khi nào có dịp thì mình sẽ học nhiều hơn về cái sáu yếu tố đó, nhưng mà ở đây thời gian không cho phép, thầy chỉ trình bày cái tóm tắt cái pháp số đó cho quý vị biết. Cho nên làm cái gì làm là phải có sáu yếu tố giác ngộ, sáu yếu tố ba la mật để đi vào cuộc đời để hoàn dương chánh pháp. Đó là cái ý nghĩa là cái con voi trắng có sáu ngà. Bây giờ ý nghĩa tiếp theo nha, là cái gì? Là hoa sen. Hoa sen á là tượng trưng cho con người có tu tập, con người có hoàn hảo. Sen không ở trong bùn mà không bị bùn làm ô nhiễm đó. Cũng vậy, con người hoàn hảo, con người tu tập, con người đức hạnh, con người giác ngộ, sống trong đời mà không bị đời làm ô nhiễm, sống trong đời nhưng mà không bị đời làm chi phối. Cho nên á, mình là mỗi chúng ta là đệ tử của Đức Phật, hay là cụ thể như là Đức Phật sinh ra đời nhưng mà nhiều khía cạnh góc độ khác nhau, nhưng mà không bị đời chi phối, mặc dầu nó có ảnh hưởng nhiều góc độ, nhưng mà đối với con đường tu tập, đối với con đường giác ngộ, đối với con đường hoàn pháp hoàn hảo, sống trong thế gian này là con người thật, cảnh thật, môi trường thật mà không bị đời chi phối. Cho nên như hoa sen ở trong bùn, ông vươn lên ngang bùn, vươn ra khỏi bùn, ngang mặt nước ra khỏi mặt nước, nhưng mà cuối cùng đều nở hoa thơm ngát. Cho nên ý nghĩa hoa sen là vậy đó. Bây giờ nói về bảy bước hoa sen. Bảy bước hoa sen thì có nhiều nghĩa lắm, thầy chỉ đưa ra cái tóm tắt cho đại chúng biết. Thầy sẽ hứa rằng qua cái buổi chia sẻ này, thầy sẽ có ngôn ngữ chữ viết rõ ràng trả lời từng câu hỏi. Sau đó thầy email rồi thầy post bài trên web, thầy post trên web, thầy gửi cho đại chúng, và cả tiếng Việt và tiếng Anh, hay là nói theo tiếng Mỹ cho đại chúng đều cho các em và những vị nào vắng, quý vị sẽ học cái buổi chia sẻ và trong những câu hỏi mà đại chúng đưa ra. Thì cái như vậy là bảy bức hoa sen này, thứ nhất là nói nó nhiều pháp số lắm, nhưng mà thầy đưa ra nha, chẳng hạn như là bảy cái nốt nhạc đó, cái nghĩa đen á là bảy cái nốt nhạc, đồ ra son mi sơ là đại khái gì đó. Bảy cái nốt nhạc nha. Rồi bây giờ cái nói về bảy đức Phật nha. Đức Phật Tỳ Bà Thi, rồi Thi Khí, Tỳ Xá, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Thích Ca, vân vân, Ca Diếp, trong đó bảy đức Phật đó. Bây giờ nói trong cái lộ trình mà tu tập mà đi đến giác ngộ cũng bảy cái yếu tố giác ngộ nữa nha. Chẳng hạn như là bốn thánh quả thanh văn là gồm có Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, và ba vị tiếp theo là vị là Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, đồng bảy yếu tố giác, bảy yếu tố cái lộ trình đi nha. Hay là còn gọi nữa là bảy cái yếu tố của bậc thánh nữa là tín giới, tàm quý,
Văn Thí và Tuệ, và hai nữa là bảy cái yếu tố giác ngộ nữa khác nữa là Trạch Pháp Tinh Tấn Hỷ Kinh An, Trạch Pháp Tinh Tấn Hỷ Kinh An Niệm Định Xã, vân vân. Nói chung cái đó nhiều lắm, thầy viết đầy đủ sẽ trình bày cho đại chúng tiếng Phạn, tiếng Mỹ, tiếng Việt rồi cho đại chúng xem thêm. Thầy chỉ nói tổng quát, bây giờ nói chi tiết. Thì nói về thời gian và không gian thì bảy bước đi này á, nó bao gồm về thời gian và không gian. Thời gian thì có 3 là quá khứ, hiện tại và tương lai. Không gian thì có 4 là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Thì trong cái nhấn mạnh về Đạo Phật, Chánh Pháp và đệ tử của Đức Phật, trong quá trình xuyên suốt từ khi mà Đạo Phật xuất hiện ở đời, tính theo năm nay là 2646 năm từ đó tới giờ này và cho đến sau này nữa, thì nhấn mạnh rằng vượt qua cả thời gian và không gian, Đạo Phật không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Quý vị nhớ cái yếu tố đó nha, rất là hạnh diện cái yếu tố đó. Nhấn mạnh từ xưa và nay, Đạo Phật xuất hiện ở thế gian này không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Và tất cả các tôn giáo bạn, mình nói cho thân mật đó mà tất cả các tôn giáo bạn, kể cả tôn giáo thế giới và địa phương, trong đó có tôn giáo địa phương ở Việt Nam, thời xưa, xa xa và thời trung cổ và thời gần, tất cả các tôn giáo khác nhau như vậy đều có chiến tranh tôn giáo. Vì vậy nắm yếu đó, yếu tố đó nha. Riêng Đạo Phật từ khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời không bao cho tới giờ này không bao giờ có chiến tranh tôn giáo, bởi vì Đức Phật là một vị vua hòa bình, chánh pháp của Đức Phật là chánh pháp của hòa bình, và đệ tử của Đức Phật gồm có tại gia và xuất gia, gồm có người xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam và tại gia nữ, xưa và nay thực hành theo con đường của Đức Phật, cho nên không bao giờ có con đường bạo động và đều thực hành con đường chánh pháp và đem lại an lạc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Cho nên cái đặc điểm Đạo Phật á, 7 cái bước này đó là tượng trưng cho thời gian và không gian, nhấn mạnh chỗ đó là không bao giờ có chiến tranh tôn giáo và luôn luôn lúc nào cũng cống hiến về cái hòa bình, dù môi trường nào, ở đâu, nơi nào cũng thực tập cái lời dạy Đức Phật để cống hiến cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Do đó cái đặc điểm của 7 bước hoa sen là có nghĩa như vậy. Và khi mà mình hiểu được như vậy đó thì cái đó là cái đặc điểm của Đạo Phật mình đó, mà các tôn giáo khác không có. Mình phải nhấn mạnh chỗ đó. Do đó mình hiểu được như vậy đó, mình rất là vui, rất là tự hào. Con là đệ tử của Đức Phật, con là nam, đệ tử nam của Đức Phật, đệ tử nữ Đức Phật, con trai hiền của Đức Phật, con trai hiền của Đức Phật. Cho nên đó, con thực hành lời dạy Đức Phật, cho nên đó, con không bao giờ có cái tư tưởng đó nha quý vị, không có bao giờ có tư tưởng bạo động, không có bao giờ có tư tưởng hận thù. Cho nên đó, con thực tập cái chất liệu thảnh thơi và an lạc, và đặc biệt là cái chất liệu hòa bình. Do đó con thực hành 5 điều đạo đức, chút mình sẽ nghe 5 điều đó thêm xíu. Do đó cái chất an, chất lạc, chất thảnh thơi, cái chất hòa bình nó có từ khi mà Thánh Mẫu Maria mang thai Thánh Hà Nhi là Đức Phật sơ sinh. Quý vị thấy cái yếu tố đó không? Rất là tự hào cái chỗ này. Và quý vị biết nữa là nhờ như vậy đó, cho nên từ xưa tới nay đệ tử Đức Phật nói tới đệ tử của Ngài Cụ Đàm Gautama Buddha là ai nấy cũng tròn trịa trong chánh pháp hết. Quý vị thấy rất là vui. Bây giờ một cái tay thầy giải thích thêm, một cái tay mà chỉ trên trời, một cái tay mà chỉ xuống đất, chỉ trên không gian và một cái tay chỉ xuống dưới đất. Thầy nói từng bước một cho quý vị nghe. Bây giờ cái nghĩa là biểu tượng là chỉ thứ nhất là mình phan nói về Đức Phật sơ sinh ha. Mình nói cho chúng ta nè, cái nghĩa chỉ trên trời á, Đức Phật nhắn nhủ cho chúng ta rằng á, là các con nhớ nha, khi sinh ra đời á, nói theo đơn giản là ban đầu phải bò trường rồi đi rồi lớn lên rồi trưởng thành trong đời. Nhưng mà khi mà trưởng thành mà đi đường ngon lành rồi đó, biết đi bộ rồi, biết chạy rồi, biết lái xe rồi đó, nhớ đừng có dừng lại ngang đó nha, phải có tinh thần hướng thượng và hướng thiện.
quý vị nhớ chưa? Tức là phải có tinh thần, chưa học phải cố gắng học, học rồi phải có bằng cấp, có bằng cấp rồi phải nhớ là học tất cả đạo học và thế học. Đó là cái nghĩa nó như vậy quý vị, cái nghĩa trên đó phải không, là chỉ cho mỗi chúng ta. Và cái nghĩa cái tay mà chỉ xuống đất đó, Đức Phật dạy rằng nhớ nha, ở đây là nghĩa biểu tượng lên nha con. cái tay mà chỉ xuống đất á là chỉ ra rằng nhớ nha, các vị nhớ nha, các đệ tử của ta nhớ nha, khi mà quý vị hoàn hảo thành tựu trong cuộc đời rồi đó, ở phương trên hướng thượng, hướng thiện, hướng tới an lành, quý vị nhớ nha, những cái gì mà cao đẹp, những cái gì mà quý vị đã thành tựu trong cuộc sống, thành tựu trong gia đình, thành tựu trong xã hội, thành tựu trong nhiều góc độ khác nhau, nhớ nha, là phải ứng dụng vào đời sống. Phải đem những gì cái sơ học nè, sơ hành nè, những cái gì học hành nè, hiểu nè, biết và thực hành, và dạy trước nhất là dạy cho người thân, dạy cho mình rồi, dạy cho người thân, người thương xung quanh của mình, và trong đó góp phần cho mọi hoàn cảnh, mọi gia đình, mọi quốc gia, góc độ khác nhau, để đi vào cuộc đời giúp đời thêm vui bất khổ. Chứ đừng có nghĩa là gì học xong rồi á, có bằng cấp hoặc là làm thành tựu có tiền nhiều rồi đóng khung cái nằm trong đó hưởng thụ. Nếu Phật dạy không được, phải nhớ có tinh thần dấn thân, tinh thần nhập thế để hoằng dương chánh pháp. Mình đã lợi rồi, mình phương trên là lợi mình rồi, mà phương dưới là lợi người, nhớ chưa? Chứ còn mà chỉ có lợi mình không là không đủ, là phải có tinh thần nhập thế, tinh thần Bồ Tát đạo, phải đi vào cuộc đời để giúp đời thêm vui bất khổ. Mình hiểu Phật pháp rồi, nhớ mở những cái lớp học như vậy để gì? Truyền bá chánh pháp mới gọi là hoàng pháp ở châu Âu chứ. Đó, cho nên mình học như vậy rồi, mình hiểu rồi, mình mở rộng ra, nói vòng tay lớn rồi bắt đầu theo cái phương tiện hiện có, bắt đầu mình mới hoàng dương chánh pháp nhiều góc độ khác nhau. Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sanh. Đó là Đức Phật dạy cho chúng ta, phải không? Bây giờ ta viên Đức Phật. Con sám hối, tự vì Đức Phật cách xa cả nhiều năm rồi, nhiều ngàn năm rồi, nhưng mà ở đây theo cái nhìn, cái hiểu của quá trình mình tu học đó, thì chúng con phân tích. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật sinh ra đời, đây là cái nghĩa biểu tượng thôi. Cái vấn đề mà người ta hỏi có hay không có, thì thường thường quý vị nhớ, một bậc thánh ra đời, một Đức Phật ra đời từ trên cung trời đâu suốt ra đời đó, thì khi mà để cho cái lịch sử của Đức Phật hay là lịch sử của một vị thánh, hay đặc biệt là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để cho nó đậm nét và cho nó có ấn tượng, cho nó phong phú thêm, cho nên các nhà viết sử mới vẽ cái hình thức này thức kia, mà hiếm có một cái vị giáo chủ nào ở trên thế gian này có đó quý vị, không có đâu. Người ta sinh ra cái là bất quá là qua vài tiếng là mami ẩm thôi. Còn ở đây không có, từ từ để con đi cái đã, rồi sau rồi mami ẩm sau, hay là người tỳ vệ tỳ tuần ẩm sau, rồi đi vài bước rồi nhớ nha, trong nhân gian này á thì để con đi xong đó, thì ý nghĩa là sinh ra trong đời rồi á, cũng con cá nhân con. Đức Phật nói với mami chứ không phải nói với ai. Đức Phật nói thưa mami Maha Devi, con sinh ra trong đời này, đây là kiếp cuối, con thể hiện trong đời này, nhưng mà con thưa với mami á, là con cũng là cá nhân, con cũng là một chúng sinh, phải con người, muốn là Phật cũng phải là con người nha quý vị, một bậc giác ngộ cũng phải là con người, chứ đừng có nói là thần linh, rồi cái đấng gì mà vô hình, rồi chỉ ra cái đấng mà không có thấy, rồi chỉ tương tự không à, cái đó đạo Phật không có chấp nhận. Nhưng mà muốn thành tựu trong cái cuộc đời này phải là hình thức con người, mà con người đó là phải con người năm uẩn và bốn đại. Con người năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nama and citta, rupa and citta, tức là thân và tâm, hay là form and rupa and citta là tâm. Phải là con người hình thức này. Mà muốn thành tựu trong cuộc đời phải là con người bốn đại, là đất, nước, lửa, gió, bằng xương, bằng thịt. Đất là tượng trưng cho gì? Cho xương và thịt. Nước là tượng trưng cho máu, nước miếng, nước xả vân vân. Lửa là chỉ cho sự hơi ấm, nhiệt độ. Và gió là chỉ cho sự chuyển động. Bốn yếu tố này nó có liên quan bốn yếu tố bên ngoài. Cho nên muốn thành tựu trong cuộc đời này
bản thân một bậc giác ngộ cũng phải là hình thức con người bốn đại và năm uẩn, con người bằng xương bằng thịt. Quý vị nhớ đó, cái đây là đạo Phật đã đặc điểm chỗ này, chứ không phải là chỉ cho hồng đấng phạm thiên, đấng gì vô hình, chỉ tưởng tượng và nói là không ai thấy không ai biết hết á. Nhưng mà Đức Phật nói là không, tôi là con người bằng xương bằng thịt, con người có cái thân này chứ không phải là những cái vị khác. Quý vị nhớ chưa, hình thức là con người thiệt, có lịch sử, có sự thật, chứ không phải là tưởng tượng. Quý vị nhớ và hãnh diện và nhấn mạnh cái chỗ này. Và từ con người năm uẩn này, bốn đại này á, bắt đầu mới có tinh thần là nhớ mami, còn có tinh thần hướng thượng. Hướng thượng là sao? Còn là thái tử, là học tất cả những cái học ở thế gian này. Học đó, học một, mình á, thì học một biết một, thậm chí học một biết xíu xíu à. Thậm chí ai mà thông minh thì học một biết hai, biết ba. Nhưng mà đối với Đức Phật, Bồ Tát Xí Lạc Ta này, học một biết hàng trăm chứ không phải là hàng chục. Quý vị nhớ, hàng trăm hàng ngàn, cho nên cái học của Ngài đó, đi tới thầy nào học là quý thầy á, quý thầy của Bồ Tát Xí Lạc Ta đều dỡ mũ đón chào hết á. Thôi ông bạn tôi rồi, chắc kiểu này tôi không dạy nữa đâu. cho nên Ngài học Bồ Tát Xí Lạc Ta, học cái gì là biết cái nấy, học một biết hàng trăm hàng ngàn, cho nên cái nhìn của Ngài biết tổng quát hết, nhà quý thầy bye bye hết. Bây giờ tới khi mà có tinh thần hướng thượng, hướng thiện, là hướng thiện là gì? Hướng cái đường chánh á, là nói cho thôi thế gian đã nhiều khổ rồi, qua quá trình á, đi dạo bốn cư thành, sống đời sống vua chúa, làm hoàng tử khổ cực quá, ban đêm phải có lính canh, mình ngủ cũng không yên nữa, mũi cắn nó cũng tới nó dòm, nó là đủ thứ chuyện hết. Bây giờ thôi mình thấy cái đời sống hoàng cung không có an, bất an, mình thấy nó không có tiện. Mình đã là con người tập cảnh thật rồi, nương cái thân ngũ uẩn này, bốn đại này, mình đi dạo bốn cứ thành qua quá trình đó, thì cái ấn tượng mà sâu sắc nhất là cái ấn tượng của đạo sĩ, vị đó là đi khoan thai nhẹ nhàng và làm cho khắc ghi vào tâm trí của Bồ Tát Xí Lạc Ta là có cái ấn tượng đó. Tại sao mình không trở thành người tu, không trở thành cái người mà nhẹ nhàng an lạc, một vị thiền sư như vậy, để mình có cái khái niệm và ý định chung sau này để mình hoàn dương danh pháp. Chỉ có con đường đó mới nhẹ nhàng. Thì quý vị thân, chỉ là cái tinh thần hướng thượng và hướng thiện, cuối cùng á là sao, bỏ cái đời sống, mặc dầu có đời sống vợ con, vợ của Sĩ Đạt Ta thái tử á, là công chúa Gia Du Đà La, và sau đó ít lâu sau có một chú người con trai Rahula là rất là dễ thương. Nhưng mà không phải, không vì thế mà ta ở dưới đời, không vì thế mà ở dưới nàng. Không có đâu, con đường cao thượng ở phía trước đang chờ ta và mọi chúng sinh đang chờ ta. Nếu mà ta sống như vậy đó, chỉ có một cái nhỏ hẹp thôi, bất quá sau này vua cha là vua Tịnh Phạn Sodadana, ông giao ta làm vua rồi cai trị ở cái vùng đó, Ca Tỳ La Vệ, Kapila Vatthu, cái là hết rồi. Nhưng mà không có. Phải có tinh thần rộng mở và hướng thượng hướng thiện, là sao, cuối cùng ít lâu sau từ giả cõi đời, từ giả ở hoàng cung, từ giả gia đình hoàng tộc, bắt đầu mới đi tu, rồi cuối cùng đi tu, rồi sau 6 năm khổ hạnh rừng già ở núi Uruvala với 5 người bạn đồng tu, thì sau đó thì ít lâu sau thọ dụng cái bát cháo sữa của nàng Sujata, thì mới có cái nguyện rất là vững chãi. Nếu thầy nói tóm tắt cho đại chúng thôi, nếu mà thân tan thịt nát này, ông ta liền cái bát sữa không này mà nó chảy xuống dòng sông á, là ta chưa con đường đạo quả, chưa cái giác ngộ. Mà nếu cái bát sữa này á mà đi ngược dòng sông, là con đường đạo quả chắc chắn giác ngộ trong tương lai gần. Thì quả thật khi mà dùng bát cháo sữa xong rồi thả xuống dòng sông, bát cháo sữa sẽ đi ngược dòng sông. Ở đây có nghĩa biểu tượng á quý vị. Nhiều khi quý vị nói cho thầy ơi, cái bong bóng cũng thả dưới kia, nhiều khi có lúc nó xuống có lúc không hả thầy, còn cái này cái bát không mà thả xuống dòng sông mà nước ni lưng thiền á, nó sẽ chảy xuống ngược, chảy xuống dòng sông liền, còn đây nó chảy ngược là sao thầy, còn chắc không tin đâu. Nhưng mà quý vị biết là cái nghĩa biểu tượng có nghĩa là gì, con người sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, thành tựu trong cuộc đời, đối với con trai á là phải có vợ, đối với con gái là phải có chồng. Nhưng mà đối với cái người tu trong đạo Phật á, chọn con đường tu
xuất gia nam, xuất gia nữ, nhớ nha, đừng có vợ, đừng có chồng. Mà nếu có vợ, có chồng á, là con thỏ hay là cắt cỏ nó ăn á. Có thỏ mẹ hoặc là con thỏ cha, ít lâu sau con thỏ con nó lo cắt cỏ nó ăn đó. Quý vị thấy không? Còn đối với người tu á, là sống một cái đời sống thênh thang, rộng mở, không bị vướng bận đời sống ra gia đình, không bị ràng buộc bởi những con thỏ, thỏ mẹ, thỏ cha, thỏ con. Cho nên thênh thang, có nhiều thời gian thích hợp, có đời sống rộng mở và có thời sống thênh thang, mình đi hướng nào cũng được, không có bị những con thỏ nó nói cho hồng bữa nay ông đi với tôi hay là bà đi với tôi. Còn mà cái đời người tu của mình á, hồng tôi muốn đi phương nào cũng được, ngõ nào cũng được, đừng có cản tôi. Quý vị thân, nhờ cái yếu tố chất liệu thảnh thơi như vậy đó, cho nên á, đi vào cuộc đời tự do thênh thang và ứng dụng Phật pháp, cho nên á, có tinh thần hướng thượng và hướng thiện, thì Bồ Tát Siddhartha sau khi á, ông thọ dụng bát cháo sữa rồi, có nghĩa là gì? Ngược cái dòng sông, có nghĩa là ngược dòng đời. Quý vị biết cái nghĩa ngược dòng đời chưa? Ngược dòng đời là không có gia đình, ông sống đời sống thênh thang, còn xuôi dòng đời là theo thế gian, bởi vì ông có vợ, bà có chồng, tôi cũng bắt chước. Nhưng mà đối với người tu, Nam Mô Phật đừng có bắt chước. Bắt chước là không ai ủng hộ, chỉ có con thỏ đó ủng hộ thôi. Thầy nói như vậy để cho đại chúng nắm được cái ý chung. Và khi mà cuối cùng thời gian ngắn Bồ Tát Siddhartha giác ngộ thành Phật là Hiệu Sakyamuni Buddha, là tại Bodh Gaya Bồ Đề Đậu Tràng, sau 7 tuần lễ, mỗi tuần khác nhau, cuối cùng giác ngộ. Sau này mình có duyên lành chia sẻ 7 cái tuần lễ giác ngộ tại Thánh Địa Bồ Đề Đậu Tràng. Bây giờ thầy nói tổng quát thôi. Sau khi giác ngộ rồi, chẳng lẽ giác ngộ rồi sao? Chẳng lẽ hướng nói ta đã giác ngộ rồi, ta là số 1 ở thế gian này? Không, Đức Phật nói không có đâu. Đã giác ngộ rồi, đã hoàn hảo cái cá nhân mình rồi, thân và tâm rồi. Bản thân Đức Phật là cái hướng thiệu thượng là đạt về cá nhân mình là phải có bằng cấp, là nói về thế gian. Còn ở đây là đã giác ngộ hoàn hảo, con người hoàn hảo rồi, không còn phiền não tham sân si chi phối rồi. Bây giờ cái hướng tay chỉ xuống đất là hướng hạ. Chẳng lẽ giác ngộ rồi thưởng thụ nữa chứ, ta là số một thế gian này, không có ai hơn ta. Mấy đứa xung quanh tránh ta ra, đừng có đụng ta. Đức Phật có nghĩ vậy. Nhưng mà có cái tinh thần là hướng hạ là sao? Đức Phật lên đường hoàn chương chánh pháp. Bởi vì thượng trên thì cầu cho mình được giác ngộ, dưới là phải có tư tưởng hoàng dương nhập thế và giáo hóa chúng sinh. Đức Phật mới đi đi bộ từng bước một thảnh thơi, từ bước chân an lạc đi tới đâu là giáo hóa tới đó. Rồi cuối cùng Đức Phật mới kiếm ai là người đầu tiên là để giáo hóa. Trong đó Đức Phật mới nói là có hai vị thầy. Như vậy vì thấy không, hai vị thầy đó là gì? Uddaka Ramabuddha vị thầy thứ nhất, và vị thầy thứ hai là Kalama. Thứ nhất là Kalama, thứ hai là Uddaka Tarabuddha. Hai vị thầy đó là có duyên lành sẽ tiếp xúc với cái chánh pháp của Đức Phật. Cho đó quý vị thấy là Đức Phật có cái hạnh tri ơn và nhớ ơn. Dầu mình thành Phật rồi, đối với người thầy, dầu là người đó là dạy ta trong quá trình tu tập 6 năm khổ hạnh, nhưng mà ta cũng là con người phàm phu, cũng là con người giác ngộ, nhưng mà phải có tinh thần tri ơn và nhớ ơn tới hai người thầy đó giáo hóa. Nhưng mà tới vị thầy thứ nhất, rồi vị thầy thứ hai, thì vị thầy thứ nhất dần chúng nó là ông ta đã qua đời cách đây một tháng, vị thầy thứ hai á, là qua đời cách đây một tuần. Thì cuối cùng Đức Phật mới nghĩ tưởng tới năm anh em Kiều Đồng Như, năm người bạn Kiều Đồng Như đó quý vị, anh Nha, con anh Nha. Thì quý vị thấy là tới đó, từ đó mới tới cái Sanat vườn Nai giáo hóa. Thì đó Đức Phật nói nghĩ tới cái ai là người đủ khả năng tiếp xúc và tiếp thu cái chánh pháp lời dạy của Đức Phật. Đức Phật mới nói là nghĩ tới năm anh em bạn đồng tu. Quý vị biết á, bởi vì nó có liên quan với nhau cho nên mình phải giải thích chứ để không có dịp. Quý vị biết là năm người bạn đồng tu này á, thật ra quý vị nhớ nha, khi mà Bồ Tát Siddhartha đó đi tu rồi, hoàng cung đi tu đó, vua Tịnh Phạn á, ban đầu là cho năm cái anh chàng này đi tới theo từng bước chân của Bồ Tát Siddhartha,
con này nó bỏ nhà nó đi tu thiệt hay là bỏ nhà nó ăn là nó ngủ. Quý vị thấy không? Cho nên nó tới để đi từng bước chân cô Thái tử Đạt Đà, con có sự thật không? Nó đã từ giả gia đình vợ con như vậy đó, vợ đẹp nè, con thơ nè, rồi vật chất đầy đủ nè, sao mà tại sao nó bỏ đi? Cho nên Vua Tinh Phạn mới cho năm anh chàng này nhâm vị nhà thần học đó quý vị, nhâm vị triết gia đó, trong đó A Nhã kia dường như là người đáng chú ý nhất. Quý vị biết đó là lúc mà sinh ra đó quý vị có hai người có tướng, một là gì, là A Nhã kia dường như A Nha con đa nha, hai là Asita, là hai vị đạo sĩ này á. Cô tướng hồi giờ mình học mình chỉ biết là một thôi, là Asita thôi, nhưng mà cái vị tiên Asita này coi cả hai hướng, là thái tử hai hướng nha quý vị. Một mà khi cậu này á, vị chú bé này mà lớn lên á, một là làm vua là cái chắc. Lớn lên làm vua là cái chắc. Thứ hai mà bỏ từ giả cái đời sống thế tục á, đi tu á, là sẽ thành giác ngộ, là hai hướng. Nhưng mà riêng A Nha con đa nha, A Nhã kia đường như á, một hướng thôi. Không, Sĩ Đạt Đà sơ sinh này sau khi mà từ giả đời sống thế tục đi tu là cái chắc, không có con đường làm vua, một hướng một thôi, đi tu là trở thành bậc giác ngộ chánh đẳng chánh giác, chọn một hướng thôi. Do đó khi mà thái tử mới đi tu á, thì Vua Tinh Phạn mới cho năm vị này đi theo coi thử chú này đúng là tu thiệt không, rồi hay là nó thấy ở vương quốc khác, ở Ma Kiệt Đà của vua Bimbisara giàu có hơn, đất nước rộng lớn hơn, rồi trên cái đường đi mà tới Uruvala đó, Ulo Tằng La đó, tới đó cái núi đó đó, rồi qua cái nước Ma Kiệt Đà, vua đó, vua Patinaka Pasanadi đó, rồi mời làm vua ở cái nước đó, rồi bao nhiêu công chúa nhiều đó, đại khái gì đó, rồi coi thử đúng không. Nhưng mà trong quá trình đó, từ giả cái hoàng cung thì năm cái vị anh nha có đây nha và năm em bạn đồng tu của Kiều Như đó mới đi theo và cuối cùng bám sát từng bước chân một, thì khi tới cái núi Khô Hạnh đó thì đúng là Bồ Tát Sĩ Đạt Đà, vị đạo sĩ Sĩ Đạt Đà này tu thiệt, chứ không phải tu vừa vừa, tu ra rai, tu gắt của kiệu, hỏi người ta làm một thì Bồ Tát Sĩ Đạt Đà làm 10 lần nha quý vị. Chẳng hạn như là các vị kia nếu mà họ cũng đồng tu ở Ấn Độ, mà ai mà tu mà khổ hạnh nhất là gọi là thánh đó nha quý vị, tu cái hạnh con cò, tu cái hạnh con chó, tu hạnh con bò là để thức ăn là không cầm tay, là phải cạp, rồi để thức ăn là không có cầm tay mà phải như chim ăn tóc 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 gì đó, rồi là tu cái hạnh con cò là đứng một chân. Mình tu khổ hạnh như vậy đó, các bạn đồng tu người ta mới phục mình, bởi vì mình hòa nhập cái môi trường đó, mình đi tới đâu cũng vậy, tới cái chùa lạ người ta 4 giờ tụng kinh mà mình ngủ là coi chừng, mình tới cái công sở 7 giờ ta tới mà mình không tới 7 giờ là coi chừng. Cho nên mình phải đi đúng giờ hoặc là sớm hơn, người ta mới nể mình, người ta mới phục mình. Thì Đức Phật Bồ Tát Sĩ Đạt Đà cũng vậy, khi mà bao nhiêu người tu khổ hạnh một ngày ăn một trái chuối, ăn trái bắp thôi mà mình dớt tới 5 trái là coi chừng. Cho nên mình phải, một là mình ăn ít hơn người ta, nếu mà ăn bằng thì được, hoặc là ăn ít hơn người ta thì lúc đó người ta mới phục mình chứ. Cho nên qua quá trình 6 năm của anh, người ta, năm anh em Kiều Đường Như này phục lắm. Ngài Gautama Buddha này tuyệt vời, và các bạn đồng tu khác thấy Bồ Tát Sĩ Đạt Đà tuyệt vời, nhưng mà cuối cùng thấy cái đời sống Đức Phật Bồ Tát Sĩ Đạt Đà nghiêm rằng con đường khổ hạnh không thể đem đến được an lạc, không đem đến được cho con đường giác ngộ trong tương lai. Cho nên ông bà tổ tiên câu ca dao Việt Nam mình có câu á, có thực mới vượt được đạo, có sức khỏe, có ăn uống điều độ mới làm được tròn cái bổn phận của mình, chứ còn không có sức khỏe nằm mơ mà từ đây đi con cây số mà mình tới được. Cho nên nhờ ăn uống điều độ, con đường trung đạo, không khổ hạnh ép sát, không tham đắm dục lạc, rồi cuối cùng mới được thành tựu, cho nên mới thọ bất sửa. Quý vị thân, cho nên quý vị thầy nói lại tại sao là Đức Phật mới nghĩ tưởng tới năm anh em Kiều Đạo Nhân, thì trong đó là năm người bạn đồng tu trước kia mà năm vị triết gia, cho nên Đức Phật mới bái bai năm người đó đi theo cái hướng mà tới Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật. Bây giờ Đức Phật mới nghĩ hai người thảm còn, mới đi tới nghĩ tới năm cái người bạn đồng tu này, thì khi tới Sanat Diabot tức là vườn nai, thì cuối cùng cái năm người này thấy xa xa cái hình bóng, thầy nói ví dụ con nửa cây số thôi, cái mới nghĩ đó, ô Gautama Buddha kia, chúng ta mấy vị nói nhỏ với nhau nha, nhớ nha, ngài Gautama Buddha tới đó, quý vị nhớ nha,
mình đừng có múc nước tới chơi ngày đôi chân, mình đừng có lấy khăn, rồi mình đừng có hái trái cây, mình đừng có bưng cái nệm tới cho ngài ngồi, hay mình nói theo ở ngoài gọi là đừng có đem cái ghế tới mời cái ngài ngồi đó. Bởi vì sao ở bữa trước mấy lần trước tu với mình mà bộ chịu không nổi sao phải bay mình rồi bây giờ lại tiến mình chi nữa. Nhưng mà quý vị biết là năm người đều nghĩ giống nhau, không có tiếp ngài. Nhưng mà quý vị thấy không, cái người tu á, nhất là Đức Phật là người giác ngộ hoàn hảo, cái năng lực từ trường đó nó tỏa ra và mình không thể diễn tả bằng cái lời nói cho hết. Bởi vì khi mà ngài đi tới, cái năng lực của từ bi á, cái đạo hạnh của ngài nó tỏa ra trên càng tới gần, tự nhiên á không ai bảo ai, khi mà tới nơi gần sát bên rồi lúc đó còn 10 mét thôi lật ra không ai bảo ai. Hồi nãy mình nghĩ khác, mình nhớ mình nghĩ khác rồi, mà bây giờ vừa tới nơi cái tự nhiên không ai bảo ai, người liền múc nước, người hái trái cây, người cắt trái cây, người lấy bồ đòn, người lấy ghế ra ngồi mời ngồi dùng, người múc nước rửa chân, không ai bảo ai, mỗi người làm một việc. Thì lúc đó Đức Phật thấy là nhân duyên đã đến. Thì khi mà trong quá trình đó thì Đức Phật mới thấy năm người bạn đồng tu có khả năng tiếp nhận chánh pháp của Đức Phật, thì Đức Phật mới độ và từ đó mới nói cái một bài kinh, là bài kinh đó tiếng Phạn gọi là tiếng Phạn gọi là sạch Dhammacakka Pavattana Sutta. Dhammacakka Pavattana Sutta, bài kinh chuyển pháp luân gồm bốn cái chân lý màu nhiệm, đó là khổ tập, khổ diệt, khổ tập diệt và đạo. Bốn cái chân lý đó bao gồm đó. Thì cái bài kinh này rất là hay mà được khắc nhiều ngôn ngữ khác nhau, có thể là hàng chục ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ tiếng Việt tại vườn Nai. Bởi vì biết đó là khi mà Đức Phật độ cho năm anh em Kiều Đường Như rồi đó, cuối cùng á cái từ mà để nhấn mạnh á mà cho năm anh em Kiều Đường Như hiểu và rõ được á là cái từ là Dhammacakku. Dhammacakku, Dhamma là chánh pháp, Cakku là con mắt của chánh pháp. Nhờ con mắt của chánh pháp á, cho nên cái tuệ của mỗi người đó mở, cái tâm nó bừng sáng ra. Như người dựng đứng dậy, những gì bị lật ngửa, lật úp, dựng đứng lên những gì bị lật úp, và như đem ánh sáng vào trong bóng tối. Như người có mắt có thể nhìn thấy rõ mọi sự vật tường tận như ánh sáng ban ngày. Quý vị không? Cho nên cái tâm mở ra, cho nên nó cuối cùng ai cũng giác ngộ rồi. Đặc biệt cái người giác ngộ đầu tiên đó là Anya Kodanya qua cái từ pháp nhãn Dhammacakku. Thầy đặt tên chùa là Dhammacakku là pháp nhãn nè. Đó thì quý vị thấy không? Thì khi mà độ cho năm anh em Kiều Đường Như rồi, cuối cùng tiếp theo á mới độ cho ai nữa? Độ cho 55 vị thương gia, trong đó là gia đình của gia xá, 6 vị gia xá, 5 người gia đình của gia xá là 5 vị tỷ phú hồi thời Phật đó. Mà độ thấy con đường thuốc buôn bán nó nhộn nhịp và nó bận biêu thời gian quá, cuối cùng Đức Phật độ cho gia xá, và gia xá chọn con đường đi tu sướng hơn, rảnh rang hơn và thanh thơi hơn. Con đường làm ăn nó bận biểu quá, mình học mình có bằng cấp rồi đi làm nó nhiều góc độ đối chọi về chiến trường, chiến tranh, về tư tưởng làm ăn đủ hết, cho nên thôi bye bye con đường đó, và cuối cùng đi tu. Đức Phật độ cho năm gia đình gia xá và tất cả những người bạn của gia xá và thân quý gia xá là tổng cộng 55 vị. Cuối cùng 55 vị và 5 người, 5 vị tỳ kheo Anya Kodanya là Kiều Đường Như á, 5 vị tỳ kheo có mặt trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, 5 vị thầy đó quý vị, cuối cùng độ cho 55 vị nữa, gia đình gia xá và bạn bè nữa, là cộng lên là 60 vị A La Hán có mặt trong cuộc đời này. Khi mà chúng nó đông rồi đó, nhiều đó, bắt đầu Đức Phật độ tiếp cho 3 anh em, 3 vị giáo chủ Ca Diếp, Kassapa đó quý vị, 3 vị giáo chủ thờ lửa. Bà vị này dữ lắm á nha, quý vị mà đi tới cái xứ người ta mà gặp cái vị vua tôn giáo đó mà quý vị không chào họ dớt liền ha. Nhưng mà Đức Phật á quý vị, 3 vị này á là thầy của vua Tần Bà Sa La, Bin Bi Sa La, thầy của mấy vị kia, vị vua
Kassapa vị vua Basanadi, thầy cũng phải vị vua đó quý vị. Mà Đức Phật mà nếu mà độ cho vị vua trước á là coi chừng là đối lập lại ba cái vị giáo chủ này. Đức Phật không bao giờ độ các vị chính trị gia trước. Vị vua là chính trị gia đó quý vị. Đức Phật độ cho các vị giáo chủ tôn giáo trước. Trong đó là ba vị thờ lửa đó quý vị. Thì cuối cùng á, ba vị thờ lửa quy phục Đức Phật là bằng cách là gì? Ngài Cồ Đàm, Gautama Buddha cho mình xin ở lại đêm. Bây giờ ba đứa mình thấy sao? Là cái ông lớn á, ông nói chơi, ta là anh cả. Đức Phật Cồ Đàm á, xin ở lại thì ta cho ở liền không sao hết. Nhưng mà cho ông ở chỗ ngay cái hang con rắn lửa, rắn độc á. Nếu sao, nếu mà ông ở đó mà khuya 12 giờ, 1 giờ ngọn rắn lửa nó phà ra là ông chết. Ông chết queo liền. ông giáo chủ thứ nhất đó, ông mới nói gì đó. Cái cuối cùng Đức Phật vô ở đêm, cái Đức Phật thiền quán, cái tâm từ bi và cái năng lực từ bi nó tỏ ra, con rắn nó lửa, rắn lửa, rắn thần đó quý vị, trong hang nó bò ra, lúc 1 giờ nó bò ra. Thì lúc đó cái ông giáo chủ thứ nhất đó, ông giáo chủ thờ lửa đó, ông mới mở mắt qua cái khe cửa ông nhìn, ông coi thử cái ông này ngủ hay là bị rắn nó mần rồi. Cuối cùng quý vị biết là con rắn nó hiện trong hang ra, cái nó phà lửa ra, phà tới nhiều tự như cái tâm từ bi và cái năng lực từ bi của Đức Phật á, tự nhiên cái nó tỏ ra, cái con rắn nó sụi lờ, nó nói em hết phép rồi, em thua. Quý vị biết á, là cái người mà sân giận nhiều đó, cái đây tượng trưng cho cái sân giận, cái người mà sân giận nhiều á là cái lửa từ bi á nó sẽ bao phủ hết quý vị. Lửa từ bi á nó sẽ làm dịu cái tâm mà sân. Ai mà sân nhiều mà nói nhiều mà cự lộn cả thân, cả tâm và khẩu ý, năm cái giác quan. Cái người mà tu á là nhớ là thực tập cái tâm từ bi. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe xong hiểu thấu và thương nhiều, buồn bi buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Cái bài thiền ca hay lắm á. Cuối cùng á, Đức Phật thiền quán rồi cái tâm từ bi của ngài, cái năng lực từ bi của ngài phủ ra cái con rắn nó hết phép và cái lửa sân của nó dịu. Cái ông thần á, ông giáo chủ thứ nhất á, ông đạo sĩ Ca Diếp, ông nói chứ Nam Mô Phật, ngài Cồ Đàm này giỏi nha, tôi để trong cái thần thông của tôi là số 1, mà con rắn của tôi là số 1, của bối của tôi đó, mà ông nhiếp phục được cái kiểu này chắc là tôi phải lạy ông quá. Đúng như vậy, qua tới sáng á thì ông lạy. Khi mà ông lạy rồi á, hai anh em của ông, bởi vì cái ông thứ nhất á, ông có khoảng 200, khoảng có gần 500 đệ tử đó, thì cái tất cả những đệ tử của ông đạo sĩ Ca Diếp á, cạo bỏ râu và tóc mới chịu đi tu, nói theo Đức Phật phải bỏ râu và tóc mới chịu đi tu. Thì khi mà mấy vị đó cạo bỏ râu và tóc ở trong cái dòng suối á quý vị, dòng sông, dòng suối nó lớn á, mà ông cả thì ở trên núi, mà cạo râu tóc á bỏ xuống dòng suối, nó trôi chảy xuống dòng suối, thì cái ông thứ hai ông nói ngộ ha, đạo sĩ của ta thờ lửa không bao giờ cạo râu tóc, mà cớ gì bữa nay ta thấy râu tóc nhiều quá. Mấy cái ông thứ hai ông thắc mắc, ông mới lên trên cái suối nguồn. Rồi cái ông thứ ba là cái ông Út á, ông nó ngộ nữa, không biết sao mà hồi giờ không bao giờ cái chuyện râu tóc mà nó trôi ngược cái này, bữa nay mình thấy rõ ràng vậy. Thì hai đó mới tò mò đi lên, cuối cùng thấy anh cả của mình, anh hai của mình á, theo ngài Cồ Đàm rồi trở thành đệ tử rồi. Bây giờ anh hai là thần thông đệ nhất rồi mà còn theo, còn tụi mình là cái thá gì. Cuối cùng á, tất cả hai ông em và tổng cộng là khoảng 1200 đệ tử đi theo Đức Phật, cái chỗ nó là 1500 đi theo trở thành đệ tử Đức Phật. Quý vị biết là khi mà đệ tử Đức Phật càng đông, mà Đức Phật cái câu tuyên bố một câu rất là hay. Đức Phật nói là này các vị đệ tử của ta, quý vị á, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người, quý vị phải mỗi người đi mỗi hướng khác nhau, đừng đi trùng lập một hướng. Vì hướng đi nhiều phương khác nhau là vì hạnh phúc, an lạc và cho chư thiên và nhân loại. Quý vị phải đi nhiều phương khác nhau để đem lại cái chánh pháp hòa bình, cái chánh pháp an lạc cho số đông, nhiều phương khác nhau, để dân chúng ở nơi đó được nương nhờ. Và nhớ chánh pháp của ta hoàn hảo ở chặng đầu, hoàn hảo ở chặng giữa và hoàn hảo ở chặng cuối. Ba chặng thời gian, không gian
và quá khứ, hiện tại, vị lai, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, trong chánh pháp Đức Phật không bao giờ chứa bạo động, hận thù, sầu muộn. Do đó nó tuyệt vời như vậy, cho nên ba cái ông đạo thờ lửa ông bắt theo chứ. Do đó quý vị thân, cái tay chỉ đất là tinh thần nhập thế. Thời Phật, quý vị thân, Đức Phật rất là thông minh, Đức Phật rất rất là khéo léo, độ cho gì? Cho thương gia, cho những nhà business tỷ phú. Như nếu mà Đức Phật sanh ở Hoa Kỳ này hay là ở phương Tây thì Đức Phật chắc chắn là độ mấy anh Bill Gates hay là cái ông Elon Musk rồi đó. Độ như vậy đó, đạo Phật mới phát triển. Rồi sau đó độ chính trị gia, sau khi độ cho ba đạo thờ lửa rồi, nhà tôn giáo học rồi, độ các vị vua chúa, trong đó có 16 vua chúa, độ 8 cái vua chúa trở thành đệ tử Đức Phật. Quý vị thân, tinh thần nhập thế là cái tay chỉ xuống đất, quý vị thấy nhiều đó mình nó dài ra chưa. Cho nên á, phải có tinh thần cầu học và tinh thần hoàn pháp nhập thế để độ mọi người. Chứ ngày nay hoàn pháp cái cách ngày nay đó quý vị, mình thấy cái biểu tượng dưới đất, mình cứ nói đó là dưới đất, rồi cuối cùng nó không hiểu. Mình phải biết là cái cách hoàn pháp ngày nay á, như là ban hoàn pháp châu Âu này hay á, mình đâu phải có nước đất, đâu phải với nước thủy sĩ, nước thủy biển, vân vân. Mình mở cái zoom này là tất cả châu đều mình tóm gọn trong cái zoom này, hay quá đi thôi. Do đó nhờ như vậy đó, nhờ như vậy quý vị thân, chứ bây giờ mà quý vị hoàn pháp mà quý vị chỉ đóng khung trong chùa mình, trong khung người, tiếng Việt của mình không là nó bị giới hạn. Mình ở quốc gia nào mình phải nhớ nè, phải dùng cái ngôn ngữ quốc gia đó nữa. Ở Pháp phải dùng ngôn ngữ Pháp, ở Thụy Sĩ dùng ngôn ngữ Thụy Sĩ, và ở Anh phải dùng ngôn ngữ Anh nữa, mình mới hoàn pháp được. Mình người Việt mình hay cái chỗ nè, tất cả tiểu bang nước nào cũng đều có, nhưng mà cái dở của mình á là cứ nhè tiếng Việt mà mòng thôi. Cho nên mình thiếu cái đó. Cho nên á, nói tóm lại nó dài lắm, mà thầy nói tóm lại là tinh thần một tay chỉ trời, tay chỉ đất, là phải có tinh thần cầu học và có tinh thần là nhập thế nữa. Thì được như vậy là chính là đệ tử của Đức Vô Tâm Buddha. Dạ, mong có lượng sư Đức Vô Tâm Buddha. Dạ, lời chia sẻ của thầy vừa qua rất là ý nghĩa đối với chúng con. Con nghĩ là trong chúng đây rất con hay lời thay mặt đại chúng là rất là xin chia thầy với cái lời chia sẻ sâu sắc mà đến từ những rất là bình dạng bình dân. Thầy muốn là chúng con qua đó là dễ hiểu hơn và gần gũi hơn. Dạ, con xin cảm ơn thầy giúp đỡ cho chúng con hiểu sâu thêm về ý nghĩa xoay quanh những câu hỏi chúng con đặt ra là sự ra đời của Đức Phật. Con thấy là gần như là tạo lên là một cái sự khác biệt khi mà Đức Phật bản sinh. Ngài đã thấy ra được cái giác ngộ của cuộc đời đó là vô vị, không có gì tồn tại mãi mãi, nên Ngài đã chấp nhận đi đến con đường tìm cầu đạo và rất là gian nan, không hề dễ dàng một chút nào. Và Ngài đã quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ để đi tìm ra chân lý. Rất là sâu sắc. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Và thưa thầy, thầy nghĩ làm sao mà khi Đức Phật lựa chọn những nước Ấn Độ để tin mà không phải những nước mà khác đặc biệt có những người Việt, sao lại là Ấn Độ? Thật ra dạ cảm ơn chị Trịnh Thảo và đại chúng. Thật ra thì bây giờ Đức Phật đã ra đời ngay Ấn Độ rồi, thì bây giờ mình có cái câu hỏi thắc mắc chứ, giá như mà Đức Phật mà sinh ở Việt Nam á, thưa thầy, tại sao Đức Phật không sinh ở châu Âu mà sinh ở Việt Nam? thì quý vị biết đó là trong kinh điển của Đức Phật, trong lịch sử của Đức Phật, và nhất là kinh Trường Bộ đó quý vị, Digha Nikaya đó, thì thật ra thì trong đó có nhấn mạnh mà ghi rằng á, ông trong nhiều đời của các vị Phật đó, ông đều sinh ở tại Ấn Độ quý vị nha. Và hai nữa là Bồ Tát Siddhartha đó, trong kinh điển có nói là Thánh Mẫu Maya và vua Tịnh Phạn trong nhiều đời nhiều kiếp đó, đều là làm con của hai vị này. Cho nên á, và sinh tại đó thì á, do đó ngày nay mình á, khi mà mình học lịch sử Đức Phật á, là mình biết là Đức Phật sinh ra ở Lumbini hết nha. Thì cái lịch sử ghi như vậy thì chúng ta chấp nhận như vậy thôi. Còn bây giờ nói sao không sinh ở nước khác, bây giờ thầy nói ví dụ lại, sao không sinh ở Việt Nam mà sinh ở bên Ấn Độ?
Thì cái trong kinh điển đều nhấn mạnh là trong nhiều đời của Đức Phật đều sinh tại đó và làm cha làm mẹ, vua Tịnh Phạn, vua Âm và Thánh Mẫu Maya đều là cha mẹ của ngài. Và ngay cả cái người bạn đời của ngài là công chúa Gia Du La La là cũng là người bạn nhiều đời nhiều kiếp đó. Cho nên quý vị nhớ khi mà lập gia đình cũng phải cái nguyện nha, anh với em mà tu tập cho ngon lành, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát để làm lợi lạc cuộc đời. Nhớ mình không những cái đời này nha, chứ còn mà nếu lập gia đình nữa phải nhờ đời khác đó. Mà mình có cái nguyện vậy đó là đời khác gặp, chứ còn không nguyện á, mai mốt bye bye là kẹt à. Dạ, cảm ơn chị. Dạ thưa thầy, Đức Phật đó thì được hạ sinh ở tại vườn Đông Từ Nghi, nhưng mà theo tôn giáo thì ngài hạ sinh trong cõi Ta Bà. Thế giới Ta Bà này thì khác với thế giới được nói lên trong đạo Phật như thế nào, mà cuộc sống trong cõi Ta Bà này như thế nào, mà về có nhiều thuận duyên hơn hay nghịch duyên hơn trong việc tu tập mà Đức Phật chọn thế giới Ta Bà? Dạ. Cảm ơn chị. Thật ra thì quý vị biết là Đức Phật nói theo cái ngôn ngữ Phật giáo là Đức Phật thành Phật đã lâu rồi nha, mà ở cái một cái thế một đất Phật này mình nói cho nó dễ hơn. Còn mình nói Ta Bà là nói chung, còn nói riêng là Ấn Độ thì Đức Phật thì thể hiện ra đời ở cái xứ này, ở xứ Ấn Độ và ở cõi Ta Bà này nói chung. Thì quý vị biết là ở một cái quốc độ Phật độ đó, cõi Phật đó, thì ngài là thành Phật. Nhưng mà khi mà xuống ở Ta Bà này phải là hình thức, phải là con người nãy thầy nói đó, phải có con người bốn đại và năm uẩn. Sanh ở cõi này là phải trải qua, muốn thành tựu trong cuộc đời này phải là con người. Thầy nhấn mạnh không phải là một thượng đế, không phải là một đấng thần linh, hay là không phải là Phạm Thiên, phải con người. Mà con người này á là phải con người giác ngộ. Trước nhất con người giác ngộ là phải con người phàm phu cái đã, con người bốn cái đất nước lửa gió và con người năm uẩn cái đã, rồi sau đó rồi có tinh thần hướng thượng hướng thiện rồi đó, thì cuối cùng ở nơi khác là mình thành Phật. Nhưng mà xuống ở dưới này là mình phải đi từng bước, chứ không phải là mình bước nhảy là coi chừng. Thầy ví dụ, thầy làm nói ví dụ nha, thầy là vị giảng sư, thầy là vị viện trưởng, ví dụ nha, thầy nói ví dụ ở người đời chút đi. Thầy là một viện trưởng viện đại học ở Hoa Kỳ, ví dụ vậy, ở một cái tiểu bang nào đó, như ở Texas. Thầy là một vị hiệu trưởng nha. Nhưng mà khi mà thầy có duyên lành đi hoằng pháp hay là đi tu học hay là tu nghiệp ở bên châu Âu á, thầy qua Đức đi, ví dụ vậy, mà muốn mà làm vị hiệu trưởng ở bên đó là phải sao? Là phải, thứ nhất là sao? Phải học, phải ứng dụng vào cái môi trường thích hợp. Bây giờ muốn ở lâu, ở muốn cái xứ đó mình làm đạo được, mình lập nghiệp được là phải thi quốc tịch nữa chứ, thi thẻ xanh thẻ đỏ rồi thi quốc tịch nữa. Cũng vậy, anh làm Phật ở đâu không biết, nói hơi ngại. Đức Phật làm Phật ở cõi Phật ở đâu mình không biết, ở cõi Phật mình không biết. Nhưng mà khi mà xuống ở cõi Ta Bà này, sanh ở đây là phải con người năm uẩn và bốn đại, phải con người bằng xương bằng thịt. Cho nên đạo Phật nhấn mạnh rằng con người bằng xương bằng thịt có thật, có lịch sử trong cái quả địa cầu này. Đức Phật là con người bằng xương bằng thịt và con người có lịch sử, có sự thật ở ngay vườn Lâm Tỳ Ni, sanh đến ngay đó và được vua Asoka là vị vua Thánh Phật tử đã khắc ghi sau hơn 200 năm. Vị vua này cái trụ đá gọi là Rumi, cái trụ đá đó là tên là Rumindeti, thì khắc ghi đó, đây là nơi Đức Phật ra đời cách đây 2646 năm về trước, và con người lịch sử bằng xương bằng thịt. Cho nên á, thầy nói lại, mình làm Phật ở cõi khác nhưng mà muốn giao hóa chúng sinh sanh ở cõi này, Ta Bà này, là phải hình thức con người, rồi cuối cùng mới có tinh thần hướng thượng hướng thiện rồi đi tu giác ngộ và giao hóa chúng sinh. Thì nhờ như vậy đó, thì mình muốn độ chúng sinh là phải giống nó. Cái gì đồng ý chưa? Muốn độ cho mấy đứa con mình á, mình phải bạn của nó. Muốn độ cho mọi người, mình phải là cái môi trường thật, cảnh thật mình mới độ nó, chứ không phải gọi điện thoại alo sao con khỏe không, alo anh khỏe không, mà nói không bao giờ gặp nhau, sao mình chia sẻ được cái sự thật. Cho nên cũng vậy, Đức Phật mà muốn giáo hóa chúng sinh á,
là phải có mặt ở cuộc đời này. Cho nên á, quý vị nhớ nè, vì nguyện lực, nó khác hơn cái người phàm phu nha. Vì nguyện lực mà Đức Phật ra đời, nắm được ý chưa? Còn chúng ta là con người phàm phu là vì nghiệp lực đầy dẫy tham sân si, vì nghiệp lực mà thể hiện ở cõi đời này, cũng cái thân ngũ uẩn, cũng cái thân bốn đại, mà Đức Phật là cái người á, là vì nguyện lực mà tới cõi này để độ giáo hóa chúng sinh. Còn mình á, ra đời cũng có cha có mẹ, ngài cũng có cha có mẹ, ngài cũng có đời sống bình thường, mình cũng vậy, nhưng mà mình là vì nghiệp lực chi phối. Quý vị nhớ hai cái ý đó là quý vị thành tựu. Cho nên một Đức Phật hay là vị Thánh ra đời là vì nguyện lực, còn mình là vì nghiệp lực ra đời, cho nên mình đầy dẫy tham sân si đủ thứ chuyện hết trơn. Còn ngài ra đời cũng là con người, nhưng mà tham sân si nhận diện nó liền, chuyển hóa trong bùn. Nhận diện trong bùn là có sen, nhận diện trong phiền não là có bồ đề, có yếu tố giác ngộ. Mình biết là thế gian này đầy dẫy tham sân si đó, nhưng mà nhận diện nó, hòa với nó, chuyển hóa nó liền, nhận diện xong rồi chuyển hóa nó liền. Còn mình nhận diện bùn là bùn, phiền não là phiền não, tham sân si mà nằm ở trong đó luôn. Quý vị thân, cho nên đó, nhờ như vậy đó, mình biết được như vậy đó, mình chuyển hóa, Đức Phật phải chuyển hóa, cuối cùng đó, ngài là bậc giác ngộ, mới gọi là bị tối tôn mới đời. Còn mình đó, cuối cùng mình cứ la cà. Thầy ví dụ một cái ví dụ nhỏ nhỏ cho quý vị hiểu. Chẳng hạn như cái nước Somali đó, nha, nước nghèo khổ, thậm chí quý vị thấy những thức ăn đó, những cái nước không có, thậm chí nói hơi ngại, họ uống nước con vật luôn đó quý vị. Quý vị coi hình ảnh quý vị thấy, những cái nước nó nghèo như vậy đó. Nhưng mà quý vị mình mà cái nước giàu có đó, mình làm từ thiện đó, mà giàu có đó là vì nguyên lực mình tới đó. Mình đâu có ở như mấy anh chàng đó, mình đâu có ở nhà mà họ ở nhà khách sạn ngàn sao. Mình ở khách sạn gì chứ, 3 sao trở lên. Quý vị thân, mình đâu có khổ, mình vì nguyên lực mà mình tới đó mình cho thức ăn, thức uống. Còn mấy anh chàng đó là vì nghiệp lực mới sanh ra xứ đó, cũng là con người, nhưng mà nó khổ quá, nằm mô Phật đã con người là thiếu môi trường tu học nè, thiếu ăn nè, thiếu học nè, thức ăn cũng có, thức uống cũng có, lấy gì nó học, khổ quá đi thôi, cho nên nó sanh, khổ quá nó sanh tật. Cho nên nó tham sân si dày đẩy hết, nó khổ. Còn mình là vì nguyện lực, mình tới xứ đó, mình ở khách sạn ngon lành, mình đâu có khổ. Cõi Ta Bà cũng giống như Somali, thầy nói ví dụ cho quý vị dễ hiểu nha. Cũng tới cõi Ta Bà, quý vị nói là khổ quá, mà các ngài có khổ đâu. Quý vị thân, còn mình đầy dẫy tham sân si, hở khi mà ai nói cái là giận là dớt liền à. Ông mà nói tôi là tôi dớt liền à. Bởi vì mình là nghiệp lực, còn các ngài là vì nguyên lực. Các ngài cũng ở trong cái môi trường Ta Bà, trong cái khách sạn Ta Bà này, mà vì ngài thoát ra khỏi Ta Bà, không bị ràng buộc cái thế gian, cho nên á, ngài đi giao hóa chúng sinh tự tại. Còn mình ở trong cõi Ta Bà, mình thấy đầy dẫy tham sân si, mình thấy mấy thỏ con cái mình dầm dầm nó cái mình dớt liền. Cho nên á, cuối cùng á, mình thấy cái khác không. Cho nên á, sau này mà nói chứ sao mà Đức Phật khó sanh ở cõi Ta Bà, quý vị có câu trả lời chưa? Dạ, thầy. Thì nãy giờ chúng ta cũng đã được biết rất nhiều về cuộc đời của Đức Phật và qua lời chỉ dạy của thầy. Thì bây giờ chúng con muốn đi vô vấn đề Phật đản, là ngày nghi lễ Phật đản đi. Em thì con xin có một vài một câu hỏi là con thấy ở Huế có rất nhiều cái tổ chức lớn vào cái mùa lễ Phật đản này, cũng như là lữ hành sao hoa cái mùa Phật đản này. Dạ, cảm ơn chị Thiên Thải MC và đại chúng. Thì thật ra thì nói cái nguồn gốc á, thì mình biết rồi. Mình nói là Đức Phật ra đời đó là ở dưới cây vô, ở vườn Lâm Tỳ Ni, Lumbini. Thì khi mà mình thấy cái hình không? Mình thấy chư thiên là không, rồi ở đây nó thiếu chín con rồng, nó thiếu cái dòng nước, ta dòng nước, hai cái dòng nước tắm, thì hai cái dòng nước này chỉ cho cái dòng nước có mát và ấm nha. Thì cái nghĩa biểu tượng đó quý vị, tượng trưng thôi. Thì bắt nguồn, nói về cái nguồn gốc là bắt nguồn thời Phật nha. Bắt nguồn thời Phật là cách đây 2646 năm về trước.
thì bắt nguồn, cái nguồn gốc mà Phật Đản là bắt nguồn từ đó. Còn cái lễ mà nó long trọng, cái xe hoa thì hoa đèn đủ thứ kiểu hết, là tùy theo cái trú xứ mà người ta trưng bày. Có thể xe hoa thời hiện đại, tới thời xưa làm gì có xe hoa, thời xưa là xe ngựa là quý lắm rồi. Còn thời này á, là đủ thứ kiểu phương tiện hết. Cho nên quý vị thấy á, là tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái không gian và thời gian, tùy theo quốc gia của mỗi trú xứ. Cho nên á, cái lễ tắm Phật á, bắt nguồn từ thờ Phật. Bởi vì Đức Phật sinh ra đời á, là có chư thiên rải hoa cúng dường, thì ngày nay mình cũng bắt trước. Ở khi mà thấy mà rước Phật á, là quý Phật tử mới rải hoa cúng dường, bởi vì xưa bày thì nay bắt trước. Rồi sau đó rồi á, thì cái dòng nước, hai nước ấm nước mát đó là tượng trưng cho thuận và nghịch trong cuộc đời, tượng trưng cho cái thuận và nghịch. Bởi vì mình sống trong cuộc đời là mình phải có nghịch, mình phải có thuận, không bao giờ mà mình có một chiều hết đó quý vị, không bao giờ mà có một chiều thuận hay là chiều nghịch, là mình phải có tất cả hết quý vị. Ai thành tựu trong cuộc đời này phải va chạm đủ thứ kiểu hết, nhưng mà cái quan trọng của mình là mình làm chủ được mình, làm chủ được tâm, làm chủ được thân, không bị va chạm nhiều góc độ khác nhau, thậm chí nghịch cảnh nhưng mà mình cũng thuận duyên, thậm chí thuận cảnh mình cũng thuận duyên, không sao hết, nhưng mà mình đừng có ý lại, thì cuối cùng mình cũng thành tựu trong cuộc đời. Do đó cái đại lễ Phật Đản bắt nguồn từ thời Phật, mà tùy theo cái quốc độ và trú xứ tổ chức khác nhau. Nhưng mà thầy nhấn mạnh một cái điều nữa, nhớ rằng Phật Đản có trưởng thành, có lớn mạnh hay không là phải đất nước nó phải hòa bình. Phật Đản có lớn mạnh hay không là ngôi chùa đó phải hòa hợp. Phật Đản đó có lớn mạnh hay không là cả người xuất gia và tại gia phải đồng lòng tu tập. Chứ để ông thầy trụ trì tu tập mà Phật tử ngủ là coi chừng. Phật Đản có phát triển hay không là tùy theo đệ tử của Đức Phật biết cách tổ chức, biết cách tu học, biết cách hoằng dương chánh pháp thì Phật Đản nó sẽ lớn. Chứ còn mà người ta chùa người ta làm lớn, trú xứ người ta làm lớn mà mình tới giờ đó thôi, ai làm gì làm tôi ngủ cái đó. Thì không có phát triển. Cho nên đó, nó tùy thuộc vào đất nước hòa bình. Thứ hai, kinh tế. Bởi vì đất nước hòa bình rồi, nó hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà không có kinh tế, không có tổ chức. Cho nên đó, muốn có thực, muốn có làm được việc lớn, phải có cái sự đóng góp của đàn na tinh thí, phải có người hộ pháp, thì cái lễ Phật Đản nó mới lớn chứ. Còn chùa, thầy nói ví dụ nha, chùa Viên Giác muốn làm xe hoa, nhưng mà Phật tử không đóng góp thì sao mà chùa làm được. Cho nên muốn có lớn, có tổ chức trên đó xâm tụ, nhớ cái ơn của Đức Phật, nhớ một vị giác ngộ ra đời, cho nên phải có cái sự đóng góp của người xuất gia và tại gia cùng tập hợp với nhau, cùng cộng lực, cộng tâm, thì lúc đó cái Phật Đản nó mới lớn. Mà cái lớn mạnh của người con Phật á, là cùng nhau tổ chức tu học Phật Pháp, cùng nhau hoằng dương chánh pháp, thì Phật Đản mới mạnh. Phật Đản tổ chức là cái hình thức thôi, nhưng mà mỗi chúng ta làm sao á, tổ chức cái hòa dâm này, các quốc gia khác nhau đều học, và nếu gần chùa thì tới chùa. Nhưng mà ngày nay á, phương tiện hiện đại, ngồi trên không gian không à, ngồi trên công cơ không trung, ngồi trên full moon, tức là trên cung trăng cũng đều học được hết. Cho nên đó là cái ý nghĩa Phật Đản sâu sắc nhất, chúng ta cùng nhau tu và thực hành lời dạy của Đức Phật. Đó là cái nghĩa Phật Đản nó bao trùm, và mỗi chúng ta tự thân phải cố gắng có tinh thần hướng thượng và hướng thiện và nhập thế nữa. Dạ, thưa thầy, thì theo cái nghi lễ một hoa hết thì bây giờ chuyển cái phần lễ Phật lễ tắm Phật, thì theo con lễ tắm Đức Phật thì tượng trưng cho sự thanh tịnh về người thì mình cái cần tắm nào để bản thân nó chứng danh như thế nào, nhưng như tắm Phật thì lúc nào cũng phải cử hành trong ngày lễ với đại lễ Phật Đản. Thầy cứ giải thích cho con được là lý do gì khi mà và những cái nhóm nước đó mà khi mình đứng lên phần tấm thiết thực là như thế nào, và có những điều gì để cho chúng con khi mà tấm thực không có mà sai thì mình sẽ thực hiện. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Thiên Thảo. Và đại chúng, thì như biết á,
Thì nói theo cái ngôn từ hoàn hảo á, Đức Phật đã thành giác ngộ rồi, đâu cần tắm nữa. Bởi vì ngài đâu có phiền não đâu mà tắm, đâu có cái gì đâu mà phải tắm. Nhưng mà cái đây mình nói cái nghĩa là nghĩa bóng thôi, nghĩa hoàn hảo thôi. Nhưng mà nghĩa bình thường á, là bởi vì á, trong cái đại lễ nó có nhiều cái lễ khác nhau, và trong đó có lễ tắm Phật, các lễ tụng kinh như những cái khác. Cái đây đặc điểm trong cái buổi lễ Phật giáo, nếu mà mình á, ca ngợi về cái hạnh Đức Phật là đủ góc độ hết, thì cuối cùng không có cái nghi lễ tắm Phật á, thì nó trống. Cho nên nó phải có cái nghi lễ tắm Phật. Thứ nhất là sao? Là bắt nguồn từ Phật, thời Phật, là khi Phật ra đời đó, Đức Phật á, thì hiện ra đời thì có hai dòng nước, cho nên nó cũng bắt nguồn từ đó tắm. Cho nên á, quý vị có đi Lamini á, là có cái hồ mà Thánh Mẫu Maria khi mà tắm, khi mà sinh con xong thời gian đó thì xuống cái hồ đã tắm, vẫn còn tới ngày nay, thì cũng bắt nguồn từ đó. Thì bây giờ trong cái buổi lễ Phật giáo đó, mà khi mà đại lễ Phật đản đó mà làm nhiều cái lễ khác nhau, nhưng mà phải có cái lễ tắm Phật là gì? Là đây cái nghĩa tượng trưng cho quý vị, mình phải hiểu gì đó. Nhưng mà tượng trưng á, nhưng mà nó áp dụng trong cái đời sống hàng ngày. Bởi vì á, quý vị thấy không, có chỗ thì lấy cái nhành hoa để tắm Phật, có chỗ thì lấy cái gáo nước để tắm Phật. Thì mình xưa bày thì nay bắt trước, nhưng mà cái nghĩa rất là hay. Bởi vì khi mà quý vị tắm á, trong thầy nói lại là trong buổi lễ đó, nó phải có nhiều cái lễ khác nhau mà gồm cái lễ tắm Phật, để cho cái buổi lễ nó phong phú. Mà cái lễ tắm Phật này á, là chỉ cho nó tượng trưng cho mỗi hành giả chúng ta, mỗi chúng ta đều có một Đức Phật sơ sinh ở trong đây hết nha. Đức Phật ở trong ta, Phật tánh là hoàn hảo, là không có còn phiền não nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng á, mình á, trong Phật á, nó có phàm phu. Bởi vì á, con người nó có hai yếu tố là con phàm phu và chắc thánh. Mà chắc thánh thì mình kính lễ rồi, nhưng mà chắc phàm phu á, là mình phải gọt rửa thân tâm mình. Do đó cái lễ tắm Phật mình á, tới là cái nghĩa tượng trưng á, là các ngài làm lễ, vị trụ trì làm lễ xong á, mình á, mới tắm là sao. Thì nó có mấy cái yếu tố như thế này. Thì khi mà tắm á, thì quý vị á, nếu mà ít người hoặc là có thời gian rộng á, thì quý vị có thể tắm 3 lần, hoặc là trên vai, hoặc là trên đầu, tắm xuống. Chứ đừng á, tùy theo mình cao, cái độ cao bao nhiêu, độ thấp bao nhiêu. Chứ mà mình thấp mình chồng lên cao là coi chừng nó té. Nếu mà vừa vừa thì mình tắm từ vai xuống không sao hết. Thì á, mình múc cái gáo nước với nước á, lần thứ nhất á, mình tắm á, thì mình có cái nguyện là nguyện không làm điều ác nha quý vị, không nguyện không làm điều ác, not to do evil. Và cái tắm thứ hai á, là nguyện làm các việc lành, to do good, nguyện làm các việc lành. Và cái yếu tố đặc biệt trong cái Phật giáo của mình á, là tắm cái gáo thứ ba là nguyện thanh lọc thân tâm, giữ tâm ý trong sạch đó quý vị không. Ba cái gáo nước đó tượng trưng gì đó, thì á, con nguyện không làm điều ác, con nguyện làm các việc lành, và con nguyện á, giữ thân tâm được trong sạch đó. Thì ba cái gáo nước này là tượng trưng cho mình. Nhưng mà quý vị phải đi vào thực tế một cái, nếu mà đông người quá, thỉnh thoảng á, chùa hàng trăm người trở lên thì một gáo nước là đủ rồi. Cho nên không, tôi nghe thầy đường sĩ kể ba gáo nước là tôi chờ tôi chiếu thôi, thì lúc đó không có đủ thời gian. Do đó quý thầy nói chứ chỉ với quý ông quý ngài ba gáo nước là được, còn mình á, thì một gáo nước, bởi vì đông quá không có thời gian, cho nên tắm một gáo. Mà mình á, trong khi mình múc á, mình tắm mình xá xuống á, thì mình nhớ ba cái lời nguyện đó, là con nguyện không làm điều ác, con nguyện làm các việc lành, con nguyện giữ thân tâm được á, của con được trong sạch. Không, đó là lời Phật dạy. Thì quý vị thấy cái nghĩa đó, vừa biểu tượng và vừa cái nghĩa bóng, để chúng ta áp dụng vào trong đời sống ngày. Cho nên á, nói tóm lại, Phật thì không có tắm, nhưng mà khi mà đi vào cái nghĩa biểu tượng, Phật là chỉ cho mình đây nè, cho con người năm uẩn bốn đại nè, cho nên mình phải tắm mình, tắm chính mình nè. Bởi vì mình có tham sân si, mình có đi giày đẩy phiền não hết, cho nên á, mình mỗi khi mà mùa Phật đản về, mình tắm á, nhắc nhở nha, mình có Đức Phật nha, đừng cho làm cho Phật mình dơ nha. Mình tắm đến nghĩa gì? Làm cho Phật mình sáng lên bằng cách là nhớ học Phật Pháp, tu học Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp để làm cho thân tâm mình trong sạch. Đó là cái phương pháp hay nhất của người con Phật. Dạ. Con kính xin chia sẻ này
Và cũng như thầy nói thì thưa quý vị, theo như con nghĩ thì chúng ta không phải chờ đến 365 ngày, đúng cái ngày Phật đản thì chúng ta mới đóng Phật, mà chúng ta nên là mỗi ngày thực tịnh hóa thân tâm của bạn được cho trong để thanh tẩy trừ đạn não trong tâm thức của mình bằng nước công đức, bằng hương đức hạnh và bằng hoa chiếu rẻ, thì đó mới thực sự là báo ơn Phật. Bởi vì là Phật đó là lời chia sẻ nữa. Thầy thêm một xíu nữa, do đó sau khi mà tắm Phật mà mình thanh lọc được thân tâm mình đó, thì lúc đó mình trở thành một người đức hạnh, thì cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì lúc đó mình qua quá trình như Thiện Thảo mới nói đó, tức là mình phải học tu Phật pháp hàng ngày, áp dụng Phật pháp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, thì lúc đó mình mới toát lên cái đạo hạnh. Thì được như vậy đó, trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy rất là hay, trong cái lời vàng của Đức Phật á, hương trong các loài hoa không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Hai câu này rất là quan trọng. Chỉ có bậc chân nhân là chỉ cho người tu tập, chỉ có bậc chân nhân tỏa sáng mọi phương trời. Tất cả loài hương của vật lý á, nó theo gió chiều nào nó theo chiều nấy, nhưng mà cái người hương của người đệ tử Đức Phật đó, hương của người mà có tu học hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đó, nó tỏa tất cả các phương. Nghe nói Thiện Thảo, nghe nói thầy Hạnh Tấn, nghe nói là Ôn Quang Đạo, nghe nói là Hòa Thượng Như Điển, đại khái gì đó, hay là nghe nói thầy Đường Sĩ, mà người có tu học á, trời mô Phật đó, xá chào liền. Thưa thầy, thì những người Phật đản thì rất là nhiều tự phát tâm tu tập nè, tụng kinh niệm Phật hoặc là phóng sanh như thế, thì làm từ thiện rất là nhiều, vũ khí cúng dường. Thì thầy chỉ cho chúng con nên đón một ngày Phật đản như thế nào để không bị hội từ những tố những kinh những thông thường, mà còn mang nhiều những nghĩa tôn giáo ở trong đây nữa. Đó là việc làm tương ương với chứng nghiệm giác ngộ, hay nó khác hơn là tâm bồ đề thưa thầy. Dạ, cảm ơn chị Thiện Thảo và đại chúng. Thì quý vị biết đó, nhân mùa Phật đản mà diễn ra hàng năm, hay mình nói ra là như nãy mình nói đó, tức là hàng ngày, hàng tuần, tất cả chúng ta đều biết. Thì nhân cái mùa đại lễ Phật đản tới diễn ra đó, thì là người con Phật á, mình á, cái quan trọng nhất của người con Phật mình á, quý vị phải có lập nguyện, lập hạnh và lập cái tinh thần hướng thượng và hướng thiện. Và cụ thể nhất là quý vị á, quý vị thấy thầy nhấn mạnh cái chỗ này nè, tới mùa Phật đản quý vị biết không, hay là những mùa lễ khác của Phật giáo đó, quý vị lưu tâm ở chỗ này, đặc điểm ra Phật nè, tất cả những tôn giáo khác á, đều có giết hại chúng sanh hàng triệu con vật. Nhưng mà tới ngày lễ đại lễ Phật đản và tất cả các ngày lễ khác á, không bao giờ thấy con thú nó la é é é, không có bị giết hại. Cho nên cái đặc điểm đạo Phật mình thấy vậy đó, thì nó tốt lên cái gì, là cái yếu tố đó là yếu tố hòa bình đó quý vị, yếu tố đó là làm cho cái thân tâm mình an lạc đó quý vị. Quý vị phát nguyện nha, nhớ đơn giản nói ra cũng biết là người con Phật á, chưa có nương tựa Tam Bảo, phát nguyện nương tựa Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đã nương tựa Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo rồi, quý vị cố gắng nương tựa năm điều đạo đức, năm điều đạo đức đó, hay mình nói rõ hơn là năm giới. Mà nói đạo đức là tôn giáo nào cũng theo hết đó. Mà cái điều đạo đức thứ nhất đó, quý vị thân, là Đức Phật dạy nè, hoặc tự mình giết, hoặc thấy người giết, hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mà mình vui theo, Đức Phật dạy là đừng có làm theo. Bởi vì tinh thần của Đạo Phật đó là tinh thần ahimsa, bất bạo động. Tinh thần đó là không bao giờ bạo động, nuôi dưỡng từ cái mầm mống, từ cái thai nhi, từ trong trứng nước, từ trong bụng mẹ. Cho nên đó, mình học được như vậy đó, thì từ khi mà tới mùa Phật đản đó quý vị không, mình đâu có bạo động, mình đâu có giết hại chúng sanh. Cho nên đó quý vị thực phát nguyện, thực hành năm điều đạo đức trọn vẹn cho thầy hoàn hảo, bất cứ một cái thời gian, không gian, một cái trú xứ nào, thực hành trọn vẹn năm điều đạo đức là người con Phật đó, nương tựa ba nương tựa rồi mà không thực hành năm điều đạo đức đó, chưa phải là người con Phật. Mà người con Phật đó thực hành năm điều đạo đức, dù là các vị tôn giáo hay là không phải tôn giáo, dù là các vị Phật tử hay không phải Phật tử,
thực hành 5 điều đạo đức trọn vẹn. Khi mà mùa Phật đản đã tới, học, thực hành và tu tập áp dụng trong đời sống hàng ngày. Không sát sanh là bảo vệ hòa bình, không lấy của không cho là phát tâm bố thí cúng dường, không sống tà hạnh mà sống chung thủy một vợ một chồng để xây dựng hạnh phúc, và không được nói dối là phải nói sự thật, nói chánh pháp, nói thiền định, và không được uống rượu uống bia, không được sử dụng xì ke ma tí, không được sáng sỉnh chiều say, là giữ cho thân tâm được trong sạch. Năm cái điều đạo đức này quý vị thực tập và áp dụng trọn vẹn, nhân cái mùa Phật đản tới là quý vị có một phần nhỏ và lớn đóng góp làm cho gia đình mình hòa bình, làm cho quốc gia và thế giới nơi mình sống được hòa bình. Những nhà chính trị gia, những nhà giáo dục học thực tập năm điều đạo đức này, bởi vì không phải là tôn giáo mà năm điều đạo đức này là năm cái điều thực tập áp dụng cho mỗi quốc gia, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Thực tập được gì đó, mùa Phật đản diễn ra hàng năm, hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần mà chúng ta thực tập trọn vẹn là đệ tử thứ Phật, đệ tử Phật thứ thiệt. Dạ, Nam Mô Phật. Đó thì thầy nhấn mạnh đó, thì nhiêu đó là quý vị đã áp dụng là đệ tử Đức Phật rồi. Dạ, thưa thầy, thì mình cũng thầy cũng đúng nói về cái hòa bình, thanh tâm an lạc là cái này giữa Phật đản, thì con cũng lên đây hỏi thầy là từ năm 2000 thì Liên Hợp Quốc đã tổ chức ngày lễ Phật đản Việt Sắc trên toàn thế giới, và sau đó là các nước Phật giáo thanh tin nhau đăng cai tổ chức. Thì mỗi năm như vậy thì vào ngày Phật đản quốc tế phổ biến như là một thông điệp Phật đản, và năm nay thì vị Chủ tịch Liên Hợp Quốc có gửi thông điệp là quyết tâm xây dựng cuộc sống hòa bình cho tất cả mọi người trên mọi hành tinh lành mạnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu cũng gửi thông điệp Phật đản 2022 cũng vậy, tâm bình thế giới bình. Và nên đây thì chúng con xin gửi thầy gửi cái thông điệp Phật đản cho đến Phật tử và nhân mục Phật đản năm nay. Thì thầy có thể chia sẻ gì? Cảm ơn chị Thiên Thảo và đại chúng. Thì quý vị biết là cái bức thông điệp của Liên Hợp Quốc á, là quý vị đó là Guterres, và ngày 16 vừa rồi đây á, tức là ngày trăng tròn tháng Vesak, được Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden á, cũng có viết về cái bức thông điệp này, và thông điệp của Phật giáo châu Âu cũng như Hoa Kỳ và vân vân và vân vân, tất cả những cái giáo hội khác nhau nhưng mà đều có một cái chung tâm niệm lành, là đều có cái hướng là hòa bình cho số đông. Thì quý vị trong cái bức thông điệp của vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc này, và trong cái bức thông điệp của Thủ tướng Ấn Độ Modi và của Tổng thống Mỹ Joe Biden này, có hai cái câu mà mình cần lưu tâm, nói là quả địa cầu này là quả địa cầu chung của chúng ta, hành tinh này là hành tinh chung của chúng ta, và chúng ta đến với cái quả địa cầu này là một vị khách mời. Ông Tổng thống Biden đã nói đó. Còn hai vị kia đều nói, ba vị đều nói giống nhau, là dù môi trường nào, dù ở đâu, không gian nào, trú xứ nào, là người con Phật, là người đệ tử Phật, chúng ta nhớ là học, hiểu, áp dụng và thực hành lời Phật dạy trong cái đời sống hàng ngày, để cống hiến cho gia đình mình, cho cá nhân mình, cho số đông và cho quốc gia và xã hội. Được như vậy đó, là người con Phật, mình thực hành nhiều góc độ khác nhau, thì cụ thể như thầy nãy nói đó, là năm điều đạo đức thôi, là chúng ta có cái đời sống hòa bình, nếp sống hòa bình, hành động hòa bình, lời nói hòa bình, ý nghĩ hòa bình. Năm và con đường thánh có 8 phương pháp tu tập đó. Chánh kiến là cái thấy đúng, chánh tư duy là suy nghĩ đúng, chánh ngữ là lời nói đúng, chánh nghiệp là nghề nghiệp đúng, chánh nghiệp, chánh mạng là cái mưu sinh đúng, mưu là cái mưu cầu đúng, và chánh tinh tấn là tinh tấn đúng, đừng có tinh tấn sai. Tinh tấn đúng nghĩa là gì? Là tinh tấn là hướng thiện và hướng thiện, học phải nỗ lực tới nơi tới chốn. Còn cái tinh tấn sai nghĩa là gì? Cố gắng ăn trộm, cố gắng ăn cắp, cố gắng giết người, cố gắng làm tổn hại người, cố gắng uống rượu, cố gắng uống bia, cố gắng uống thuốc là hư bộ hư đường hết. Giờ đó nhiều đó thôi, cho nên đó, cái tinh thần chung đó, là mình thực hành được như vậy đó,
được như vậy đó, bây giờ nỗ lực đúng rồi là thực tập đúng đó, rồi cái rồi nhớ nghĩ đúng, và cuối cùng á tập trung đúng, có nghĩa là gì? Tập trung làm điều lành, tập trung nói điều lành và tập trung nghĩ điều lành. Được như vậy đó thì là người con Phật, thì những cái điều lành đó mà mình thành tựu được rồi á, thì cái mùa Phật đản nói cụ thể là cái mùa Phật đản, mà nói những cái mùa khác của lễ hội Phật giáo, khi Liên Hợp Quốc có những cái bức thông điệp từ được thống nhất cái ngày 15 tháng 12 năm 1999 từ Liên Hợp Quốc ở New York tổ chức cho tới lần thứ hôm nay là năm 2022 là được 23 lần là được đồng ý là cái lễ hội Vesak gồm 3 sự kiện là Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật niết bàn, là nói tổng quát theo cái lễ đó là lễ Vesak. Tất cả trong đó đều đồng ý là đạo Phật là đạo hòa bình, Đức Phật là vị vua hòa bình và chánh pháp Đức Phật là chánh pháp của hòa bình, không bao giờ chứa tham sân si hận thù được đó, và người dân ở đó cũng vậy. Cuối cùng được như vậy đó thì chúng ta từ đó tới giờ, quý vị thấy đâu phải nói không không mà người ta chọn Phật giáo là một cái tôn giáo tổ chức cái Vesak là cái văn hóa tâm linh toàn cầu đâu, người ta dòm lắm chứ đất nước Hoa Kỳ là cái đất nước Kitô giáo, đất nước cái tin lành, không, tôn giáo tôi là số 1, không có đâu. Cuối cùng Phật giáo yếu tố đặc biệt cho nên người ta chọn cái Vesak Phật đản là cái lễ hội văn hóa tâm linh toàn cầu, văn hóa của quốc của toàn cầu. Nhờ như vậy đó, khi mà tới mùa Phật đản á, bị nguyên thủ quốc gia như tổng thống Hoa Kỳ, ông tổng thống Liên Hợp Quốc và thủ tướng Ấn Độ, thỉnh thoảng có Canada, thỉnh thoảng có Úc, châu Âu cũng có nữa, thì nhờ như vậy đó thì tất cả cái lời nói chữ viết của vị nguyên thủ quốc gia, một chữ viết, một bài viết, thầy có chuyển ngữ từ tiếng Mỹ ra tiếng Việt. Quý vị có thể vào trang web là phapnhan.org, thầy cả tiếng Mỹ tiếng Việt đi coi. Thì quý vị thân, một cái vị nguyên thủ quốc gia, một cái lời nói, một cái bài viết của họ bằng hàng triệu lần mình viết, bằng hàng triệu lần mình nói, quý vị đồng ý không? Do đó quý vị thân, nói không không mà nếu mà không có tác dụng mạnh làm gì có các vị nguyên thủ quốc gia người ta quan tâm. Cho nên nhân mùa Phật đản mà tới như vậy đó, giáo hội các châu đã ra thông điệp hòa bình, thì bây giờ cá nhân mình sao? Mình cũng ra thông điệp hòa bình là con nguyện, như nãy thầy nói đó, con nguyện không làm điều ác, con nguyện làm các việc lành, và nhớ con nguyện là thọ trì năm điều đạo đức trọn vẹn và chưa nương tựa Phật, pháp tăng, phát nguyện ngày rằm tháng tốt, ngày lành tháng tốt, ngày rằm, ngày Vesak, ngày Phật đản, con nguyện trở thành làm đệ tử cái chùa nào mà gần nhất, và ngày nay cái phương pháp hiện đại còn có thể là làm đệ tử Phật trên không gian qua Zoom cũng được. Thì thưa thầy, nếu mà mình nói mạnh mẽ là những cái thông điệp của những điều lớn như vậy nó đã gửi tới thì nó có bất cứ cái ảnh hưởng mạnh hơn, thì thầy nghĩ làm sao Liên Hợp Quốc nghĩ như thế nào khi châu Âu của chúng con đây đang có một chiến tranh rất là lớn giữa Liên Xô và Ukraine ạ? Thì là Liên Hợp Quốc cái thái độ như thế nào, tại vì nhân ngày lễ Phật đản đó là cầu hòa bình cho thế giới, mà chiến tranh đang xảy ra mà tại vì thường không những châu Âu mà cả thế giới nữa. Cảm ơn câu hỏi của chị Thương Thảo và đại chúng. Thì quý vị biết đó, thì cái xảy ra tháng 2 tới giờ này nha, thì quý vị biết đó là thật ra thì cái chiến tranh mà xảy ra đó, một cái quốc gia cụ thể như là hiện nay là Ukraine và Nga đó, thì quý vị biết đó là do họ tư tưởng chính trị gia của các vị các nước đó đó thì có tinh thần độc tài và có tinh thần á là coi ta là số 1, những người xung quanh á là số 100 chứ không phải số 2, số 3 đâu. Do đó có tinh thần á là độc tài, độc đoán, rồi coi mỗi người xung quanh đó là cuối cùng không coi người xung quanh ra sao hết. Nhưng mà theo cái quan điểm của cái nhìn của Phật giáo mình á, quý vị nhớ là bởi vì á mà thầy nói thêm, bởi vì á người người nhà nhà và tất cả quốc gia khác nhau mà thực tập năm điều đạo đức đó. Cái điều đạo đức thứ nhất thầy nói lại, không tự mình giết, không bảo người giết và không thấy người giết, vui theo là cái tinh thần bất bạo động, tinh thần hòa bình thực tập như vậy. Ngay cả cái vị chính trị quốc gia, cái vị nguyên thủ quốc gia mà thực tập được như vậy đó là đất nước hòa bình, bởi vì họ có lòng tham
lòng sân, lòng si rất là lớn, cho nên họ có tính chất độc tài, cho nên họ mới chiếm đoạt cái người khác, quốc gia khác. Do đó cái tư tưởng của Phật giáo nó riêng và của Liên Quốc nói chung á, thì quý vị biết á, là Đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng đề cao hòa bình, chủ trương hòa bình. Cho nên cái bức thông điệp của các ngài đó có nhấn mạnh cái câu nó phải thực hành cái hạnh khiêm tốn và rải tâm từ nhiều phương. Bởi vì á, cái người không có cái hạnh khiêm tốn á, là cái tinh thần độc tài, detector đó. Mà khiêm tốn lúc đó là mình coi mình sống, chẳng lẽ mình sống không? Mình sống mình phải biết á, người xung quanh, quốc gia xung quanh, xã hội xung quanh. Thì lúc đó mình giàu có thì á, mấy người xung quanh cũng giàu có. Còn đằng này mình á, ý mạnh, ý vũ khí mạnh, ý kinh tế mạnh rồi cái mình chinh phục. Nhưng mà người con Phật á, và ngày nay Liên Hợp Quốc và các nguyên thủ quốc gia mở cái tầm nhìn rất là rộng. Bởi vì á, phải có học hạnh từ bi, học hạnh ahimsa, học hạnh bất bạo động thì mới giúp cho cái thế gian này được hòa bình. Chứ còn nếu mà mỗi chúng ta nhân cái mùa Phật đản đó, các ngài nhấn mạnh rất là hay, không thực hành ahimsa, không thực hành cái bất bạo động này, không học cái hạnh từ bi á, thì chiến tranh xảy ra chính mình, xảy ra gia đình mình, xảy ra quốc gia lớn hơn nữa là Liên Hợp Quốc nữa. Do đó đối với người con Phật mình cố gắng, họ đã chiến tranh đã xảy ra rồi, nhưng mà mỗi chúng ta bằng cách là một cái tâm niệm lành, ý nghĩ lành và lời nói lành, chúng ta học tu cho nó giỏi, ứng dụng cho nó giỏi để xây dựng hòa bình cho cá nhân, xây dựng cho hòa bình cho đất nước. Được như vậy nó có cộng hưởng nó lớn hơn, thì mình có cái tiếng nói của cá nhân, nhưng mà tiếng nói của Liên Hợp Quốc, tiếng nói của các quyền nguyên thủ quốc gia có cái tầm nhìn ra hơn, rộng hơn, thì các ngài có cái nhìn xa trông rộng và hy vọng rằng chiến tranh nó sẽ chấm dứt nhanh. Và để cho gì, bởi vì chiến tranh nó xảy ra thì nó cộng hưởng hết, không kinh tế nè, vật chất nè, xăng nè, đủ thứ chuyện hết, nó tăng dần đều. Còn khi mà đất nước hòa bình á, thì nó làm cho cái phương tiện đi lại nó cũng dễ dàng, vật chất nó cũng dễ dàng, con người nó gần hơn, nó gần gũi hơn, nó học hỏi với nhau. Do đó đối với người con Phật mình có cái nhìn rộng hơn và xa hơn, là mỗi chúng ta cố gắng thực tập cái hạnh từ bi và nuôi dưỡng tinh thần bất bạo động để chúng ta áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Được như vậy đó là cái ý nghĩa lễ Vê Sắc, lễ Phật đản tới là chúng ta trở thành một cái người đệ tử của Đức Phật rất là ngon lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin cảm ơn sự chia sẻ như vậy. Như vậy là chúng ta, mỗi chúng ta bây giờ chúng ta cũng nên là cầu nguyện để cho làm sao mà chúng tranh ngồi chúng giúp được thân được trở lại về cuộc sống của họ. Và cũng như thầy vừa chia sẻ, mình tự thì mình nên phải lúc nào cũng phải hoàn từ bi và tinh thần rất là đặc. Dạ, được lo. Con nghĩ là số đông, đúng như thầy nói số đông, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ cầu nguyện được tới mùa xuân chư Phật gia hộ để cho chúng ta sớm được nguyên để cuộc sống của mình. Và thầy tiếp theo một ý nữa là khi mà cái lễ đại lễ Phật đản tới đó, quý vị biết đó là người con của Phật đó, quý vị phát nguyện đó, có thể là một tuần, một tháng hoặc là thậm chí một năm, quý vị phát nguyện nhớ là giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn chay. Bởi vì sao? Ăn chay tránh sát hại chúng sanh. Bởi vì mình không có tinh thần bốc, mình không có bạo động, cho nên mình ăn thịt, ăn cá rồi người ta giết, cho nên mình ăn chay, mình giữ gìn sức khỏe và thân tâm được nhẹ nhàng. Và nhớ là có cái chất an chất lạc trong cái lúc mình đi ngủ. Bởi vì mình ăn mặn á, nó nhiều cái độc tố, thịt nè, cá nè, nhiều khi ta để lâu ngày đó rất là bệnh. Cho nên á, mình tiêu thụ những cái gì mà nó có ý nghĩa nhẹ nhàng trong thân và trong tâm. Cho nên là người con Phật chúng ta thực hành theo cái hạnh của Đức Phật là phát nguyện ăn chay tới mùa Phật đản, tới những mùa lễ khác. Chúng ta không có giết hại chúng sanh như các tôn giáo khác, mà chúng ta không những không giết hại rồi mà còn phát nguyện ăn chay để giúp cho cái gia đình, cho quốc gia được hòa bình, từ tâm cho tới ngoài, từ thân mình cho tới ngoài. Thân bình tâm bình thì thế giới mới bình, mà thân và tâm không bình á, nằm mơ mà thế giới có bình đó quý vị à. Do đó chúng ta thực hành được như vậy đó, rất là vui, rất là an lạc. Dạ đúng rồi thầy, biết thầy bây giờ con thấy là ăn chay cũng rất là dễ dàng và rất là đầy đủ dinh dưỡng.
không giống như là ngày xưa nữa, cho nên nếu mà ăn chay thường được thì càng tốt hơn nữa. Thưa thầy, thì theo truyền thống Tây Tạng á, thì vị hóa thân của ngài Quan Trọng Bồ Tát là chính là ngài Đạt Lai Lạt Na đã được tái sanh vào ngày 14 tuổi được sinh năm 1977 đến nay. Thì tại sao Đức Phật không trở lại với ta bà mình nữa như thầy để tiếp tục cứu độ chúng sinh? Khi biết chúng sinh đầy đủ khổ đau mà ngài chỉ tuyên bố rằng là thời mạng pháp sẽ đến thì chúng sinh cũng được chỉ nhìn rất là đau khổ, thì đến ngày Đức Phật đi lạc giảng sinh để có thể giúp cho chúng con hiểu được là sự hình phạt của Đức Phật như thế nào, Đức Phật Thích Ca là nhân duyên như thế nào để ngài có thể hiện người trở lại có thể đạt được không? Dạ, cảm ơn câu hỏi chị Thiên Thảo và đại chúng. Thì quý vị biết á, thì Đức Lạt Lai Lạt Ma là lần thứ 14 này đã thể hiện ra theo cái hình thức của Bồ Tát Quan Âm là 14 lần, phải không? Thì quý vị biết á, là có câu hỏi thắc mắc á, là tại sao Dalai Lama đã thể hiện được như vậy, Đức Sakya Muni, Đức Phật Thích Ca Muni thể hiện lần không thể hiện nữa. Thật ra mình thấy cái nghĩa đen thôi chứ nghĩa bóng á, là Đức Phật hiện ra nhiều lắm, có mặt trong mỗi chúng ta đó quý vị. À, cụ thể là qua chánh pháp đó quý vị. Bởi vì á, Đức Phật ra đời, Đức Phật á, để lại cái kho tàng kinh điển rất là đồ sộ, hàng chục ngàn bài kinh điển chánh pháp, quý vị thấy không? Cho nên á, muốn mà có nhiều Đức Phật Thích Ca đó, mỗi chúng ta phải tụng đọc và học kinh điển Phật pháp. Bởi vì hơn 30.000 bài kinh mà chúng ta theo cái tu mà theo tông phái đó, tụng các bài kinh, hai bài kinh cho là số 1 thôi, nó trái với lời Phật dạy. Bởi vì mình có học cái chánh pháp đó, sự tiếp nối của Đức Phật là bằng cách là học chánh pháp. Nhờ học chánh pháp, ứng dụng chánh pháp, thực hành chánh pháp, thì lúc bây giờ nhớ chánh pháp chứ không phải tà pháp nha quý vị ha. Pháp phải hay chánh nha quý vị ha. A Sama Dhamma. Sama là pháp, Dhamma là chánh, là Dhamma là pháp. Sama là chánh, Dhamma là pháp, là chánh pháp chứ không phải là asama dhamma, là tà pháp, wrong dhamma, wrong teaching, wrong teacher, là trở ngại nhớ. Do đó quý vị thân, khi mà như vậy đó thì chúng ta học được chánh pháp gì đó thì á, là chúng ta là sự tiếp nối của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Dù Đức Phật có đời, tự vì Đức Phật á, có hiện ở đời đấy nữa cũng không có ý nghĩa gì. Trong kinh Di Giáo, trong kinh mà cái bài kinh mà Đức Phật để lại đó, là dù ta có ở đời hàng trăm năm đi nữa, mà nếu đệ tử ta mà không có học Phật pháp đó, không có tu học Phật pháp nè, không có thực hành Phật pháp nè, học mà không tu, hoặc là tu mà không học, hoặc là tu rai rai, hoặc là học rai rai, học bữa nghỉ bữa, lớp học vào nhưng mà không chịu vô để nghe, để học, để hành trì, thì không có ý nghĩa gì. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ ràng, cái người mà tiếp nối cái hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ở đời đó là mỗi chúng ta. Cho nên quý vị thấy là cái nghĩa đen thôi, nghĩa bóng là mình nè, mỗi chúng ta là một Đức Phật. Đức Phật đã dạy rồi, tất cả chúng sanh đều là một Đức Phật đang thành và sẽ thành, mỗi chúng ta sẽ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại và trong tương lai. Đức Phật dạy rõ ràng mà chúng ta hiểu và không thực hành không sao. Đức Phật dạy vậy cho con tưởng đâu là phải hình Đức Phật là con mới ok. Hiểu vậy là không có nắm được rõ, mà mình phải nói là mình tiếp nối chánh pháp của Đức Phật bằng cách là mình học, mình hiểu, ứng dụng, thì cuối cùng á, chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang và sẽ được. Như vậy á, thì chúng ta mới góp phần đem lại cho thế gian này. Chứ còn mà mình mong cầu Đức Phật tới nữa, nam mô Phật, Đức Phật nói chứ tôi đang hoằng pháp ở cõi trời đâu suốt rồi, bây giờ rất là nhiều công việc, nhưng mà mỗi ở đây á, quý vị phải có tinh thần tiếp nối nữa. Thầy nói ví dụ nha, chùa Viên Giác Hòa Thượng Như Điển là ngài trụ trì, sau 100 năm rồi á, ngài bỏ cái thân vật lý này, ngài đi rồi á, chẳng lẽ trong chùa không có người đệ tử tại gia và xuất gia trở thành một cái người tu học cho ngon lành như ông, như Hòa Thượng, chẳng lẽ mong cầu ông phải có mặt với tụi con hoài hoài, nằm mơ mà có chuyện đó đó. Mà muốn có hoài hoài là mỗi chúng ta phải là người hành giả, học giả và người ứng dụng Phật pháp để làm lợi ích cho mình, cho người. Thì lúc đó chúng ta là một Hòa Thượng Như Điển, trong hiện tại và tương lai chúng ta sẽ là một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và nếu mà tu tập cho ngon lành, gắt cù kiệu, vừa đúng pháp, không ổ hạnh ăn sáng,
không tham đắm dục lạc, thì cuối cùng chúng ta có con đường giữa đi, thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp Đức Phật Di Lặc. Di Lặc có nghĩa là gì? Là Đức Phật hoan hỷ, Đức Phật hạnh phúc, Đức Phật có hành trì, Đức Phật có chắc an chắc lạc. Không, quý vị phải hiểu nha. Chứ còn nói như Phật, không, con phải gặp Đức Phật bằng xương bằng thịt à. À, lúc đó Đức Phật nói ông không có hoan hỷ, không có an lạc sao gặp tôi được. Phải có sự hoan hỷ, phải có sự an lạc, phải có sự hành trì thì lúc đó mới gặp được Đức Phật Di Lặc. Cho nên đó, nói tóm lại, dù có gặp Đức Phật ra đời, dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, cho nên đó, mỗi chúng ta là một hiện thân của Đức Phật. Không, Đức Phật có ba thân mà, nhưng mà pháp thân rất là quan trọng, mà mỗi chúng ta mà học được, tiếp nối được chánh pháp. Trong bài kinh Thừa Tự Pháp á, kinh số 3 đó, trong cái bài kinh Majjhima Nikaya, kinh Trung Bộ Kinh đó, kinh số 3 quý vị lật ra, Thừa Tự Pháp đừng thừa tự tại Phật. Quý vị thừa tự chánh pháp, pháp tồn tại lâu dài. Quý vị thừa đúng với chánh pháp, pháp còn mãi thế gian này. Thừa tự pháp mà quý vị á mà không đúng với chánh pháp là trật đường rầy. Cho nên á, nhờ chánh pháp tiếp nối mỗi chúng ta thừa tự chánh pháp, ứng dụng chánh pháp, thực hành chánh pháp, cuối cùng á, chúng ta là một Đức Phật hiện tại và tương lai. Được như vậy là Đức Phật Di Lặc trong tương lai gần chúng ta gặp cái chắc. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, như Đạo Phật, con rất là quý vị có trả lời của Thầy vì cái câu hỏi của con nhà. Dạ. Con biết quý vị ở trong sân có hài lòng không, mà con rất là quý vị dạ. Nếu mà quý vị hài lòng thì quý vị xin đưa cái mốt chi lên nhà. Dạ, thưa Thầy, câu hỏi vừa qua thì cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi pháp đàm hôm nay. Con không biết trước khi mình cũng Thầy có một chia sẻ gì riêng cho Phật tử châu Âu của chúng con không ạ? À? Trước khi con tới cái phần trạng khác. Thầy nhân cái mùa Phật Đản năm nay và đọc những cái bức thông điệp của Giáo hội Phật giáo châu Âu và các giáo hội Phật giáo khắp đất nước khác nhau, và trong đó có các vị nguyên thủ quốc gia, thì thầy có cái nguyện cũng như riêng và cá nhân và mỗi người chúng ta đều chung hết là người con Phật, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có cái nguyện, cái hạnh và cái tâm thiện lành, là khi mà mỗi khi mà Phật Đản về hay là không phải Phật Đản về, là người con Phật dù là ở môi trường khác nhau, dù là ở trú xứ khác nhau, dù là thời gian khác nhau, dù là gia đình khác nhau, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta đệ tử của Đức Phật bằng cách là thọ thực hành năm điều đạo đức và nương tựa ba ngôi tâm linh Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo cho nó trọn vẹn hoàn hảo rồi á, chúng ta là người con Phật á, ở đâu cũng gặp được hết á. Còn nếu mà chúng ta không phải là đệ tử Phật á, không phải là đệ tử của Ngài Cù Đàm đó, nằm mơ mà chúng ta say hay á, khó lắm. Mà chúng ta nhờ đệ tử Phật nè, bọn chiếc áo tu nè, rồi á, người xuất gia, người tại gia, ông mà thực hành ngon lành á, cũng giống như là con chim nó có đầy đủ hai cánh á. Không, một cái cánh á, là thế học, một cái cánh là đạo học, một cái cánh là hộ trì tâm bảo, một cái cánh là hoàng dương chánh pháp. Được như vậy đó thì cái đạo Phật á, tồn tại ở thế gian này, và cái mùa Phật Đản diễn ra thì chúng ta là người con Phật, chúng ta cố gắng học hiểu và hành trì Đức Phật và ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày để theo cái con đường của Đức Thế Tôn để hoàng dương chánh pháp. Chứ đừng có nhớ là đừng có khép kín trong chùa mình, đừng có khép kín trong cái trú xứ mình, mở rộng như cái lớp Zoom hôm nay, chúng ta có cái tầm nhìn xa hơn và cái học đúng và đi theo cái vi trùng đúng quy trình đúng, thì chắc chắn là cái việc hoàn pháp, cái việc hòa bình, cái việc xây dựng thế gian này một cái cõi nhân gian tịnh độ ở đây. Đây là tịnh độ là đây, this violent violent is here. Dạ Nam Mô Phật. Dạ Nam Mô Phật, thì cũng gần 2 tiếng đồng hồ dạ, đối với thầy là hơn 2 tiếng, thầy vô sớm hơn 30 phút, thì 22 tiếng đồng hồ đã qua, thì toàn thể đạo tràng của chúng con vô cùng tri ân thầy. Mặc dù con biết là thời gian bây giờ thực ra rất là bận rộn, với rất là nhiều công việc thật sự, nhưng thầy đã dành cho hàng Phật tử châu Âu của chúng con để 2 tiếng đồng hồ rất là quý báu, sự chỉ dạy của thầy thì cũng đến ngày đại lễ Phật Đản đã cho chúng con rất là giàu kiến thức. Chúng con hiểu rất rõ những cái lời mà thầy đã chỉ dạy vừa qua. Chúng con xin nguyện phát tốt tâm,
con cũng nói là để theo được thầy, đúng là cái gương mà chúng con nhìn noi theo để mà tu tập để khai ngộ để tăng hóa đạo tâm của chúng con. Tương lai cũng muốn giác ngộ thành Phật giống như nãy giờ thầy chia sẻ, Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật đã thành. Chúng con cũng thay mặt ban trưởng giá như toàn thể quý Phật tử đang có mặt tại đây thì xin dâng lời dâng đến thay những cầu Phật lực luôn gia đình thầy thể chúng nam chúng sinh vị độ Phật. Chúng con cũng không quên chúng sức sư tôn Thủ Đức đang có mặt tại trong chung một mùa Phật đàn vô lượng hay là thọ viên các tường. Nhân đây chúng con cũng chúc chúc quý độ quý Phật tử trang nghiêm đạo tràng. Hai tiếng đồng hồ vừa qua thì chúng con cũng chúc quý vị nhân được tất cả những người chúng ta vừa mới được nghe thầy và chúc thượng sĩ chia sẻ và học tiếp nhận và hướng với lòng và theo lời Phật chuyển hóa tự thân an lạc hạnh phúc ngay bây giờ ở đây, cố gắng tu tập để tương lai rất nhiều về quý Phật năm loan để tạo được các hóa chất. Trước khi mà mình dừng ở đây, thầy thấy cũng còn gần 10 phút nữa. Thì nãy giờ chỉ có hai người truyền bóng thôi, tức là đá bình bông thôi. Bây giờ để cho cái lớp học sinh đọc đó, các vị có câu hỏi gì hay thắc mắc gì, chúng ta cùng truyền bình bông cho nó vui. Cho nhiều khi hai người truyền em đổi nó mỏi cẳng. Nếu mà thầy cho phép, thầy không cấm này thì chúng con xin sẵn sàng. Không biết ở trong Zoom có ai có thắc mắc hay là có ai muốn chia sẻ hay là những lời thương gì đến với thần giả không ạ, thì xin mời bật loa và nói luôn chứ mình cũng không có cần gì phải biết để phải đi được thôi. Không biết loa có muốn chia sẻ gì không ạ, hay là có những câu hỏi gì không về cái đề tài không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Phật tử Huệ Đồng Hiền ở tại rừng Bồ Phúc Quốc xin kính chào quý thượng tọa, quý chư tôn thiện đức trong xung và quý Phật tử trong ban truyền bá. Và chúng con rất là hân hạnh được làm quen với thầy trong cái ngày đại lễ Phật đản năm 2646 này. Thì bài pháp của thầy hôm nay rất là hay, trong pháp đàm có những cái giảng giải rất là kỹ. Mặc dù thầy nói là nói đại cương nhưng mà chúng con nghe hiểu hết và rất là sâu sắc. Dạ, A Di Đà Phật. Trước kính tri ân thầy rất nhiều và con có một câu hỏi gửi đến thầy, tỉnh thầy giảng giải trong cái phần thầy nói tôn giả A Nhã Kiều Quỳnh Như Kodana đã nói là Đức Phật chỉ có một con đường đó thôi. Thì thầy có thể nói rõ hơn một chút cho tụi con hiểu. Lần đầu tiên con nghe được cái một cái thông điệp rất là lạ này luôn á, ai đi đọc được. Dạ, cảm ơn Phật tử Thu Nga. Không biết thầy đọc gì mà biết có trúng không? Thì ai đi đọc Phật, con pháp danh Huệ Tâm thì Huệ Tâm. Dạ, thì thật ra thì nghe cũng nhiều rồi nhưng mà quý vị hôm nay có việc nghe có việc không? Thì quý vị biết đó là cái lời tuyên đoán của tiên vị thánh nhân anh nha con anh nha là tiên A Tu Đà đó anh không Kiều Đồng Như đó, là cái vị đó chỉ chọn một coi tướng của Đức Phật sơ sinh á, Bồ Tát Siddhartha đó, chỉ một hướng là hướng gì, là thái tử chắc chắn là từ giả cái đời sống thế tục, đời sống hoàng cung để chọn con đường xuất gia và tu tập cuối cùng giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Đó là cái hướng đó, là một hướng và nói một ý nhấn mạnh thôi, chứ còn không phải như là cái vị tiên Asita A Tu Đà là nói hai hướng. Vị này lớn lên làm vua chắc chắn, nhưng mà cái đó giống như là mình chơi lô tô đó, A B thôi, không có cái gì, không trúng cái này không trúng cái kia. Nhưng mà riêng A Nha con A Nha đó là nói một hướng thôi, không xuất gia tu tập và thành bậc chánh đẳng chánh giác, đó là cái hướng đó. Cho nên cái lời tuyên bố đanh thép và có một cái vị tuyên bố rất là chính xác, đó là anh nhà của đại nhà Kiều Đồng Như. Dạ. Dạ, anh Đạo Phật. Dạ, rất là hay ạ. Dạ. Rồi trước khi mà các vị hỏi nữa, thầy nói sơ một cái ý nữa cho đại chúng nắm được ý luôn.
Thì nãy giờ nói nhiều nhưng mà không có nói về cái thánh mẫu Maria nha. Thầy nói một cái để cho nó trọn luôn cho quý vị nhớ. Thì thưa quý vị á, là trong quá trình á, mang thai, quý vị nhớ là một người mẹ, là một người vợ, luôn lúc luôn lúc nào cũng nuôi dưỡng cái thánh thai á quý vị nhớ nha. Sau này á, quý vị á, là một cái người con gái của Đức Phật, quý vị nhớ là một con gái ở thế gian á, có gia đình á, trong cái lúc mang thai á, nhớ quý vị nhớ là phải phát nguyện ăn chay nè. Thứ hai á, là phát nguyện á, làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Và phát nguyện thứ ba á, đừng có đi chơi casino, đừng có chơi tài xỉu, đừng có chơi cờ bạc. Và nhớ là đừng có uống thuốc nếu là người nam. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó, thánh mẫu á, nuôi thánh thai rất là nhẹ nhàng. Ông làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Đặc biệt là ăn chay, người Ấn Độ hết 85% ăn chay. Cho nên cái văn hóa và phong tục tập quán của người Ấn Độ ăn chay, cho nên á, thời đó thánh mẫu Maria nuôi cái thánh thai bằng cách á, là ăn chay và hàng đêm ngồi thiền. Do đó quý vị thân nuôi dưỡng thánh thai nhờ những cái chất đó, chất liệu đó, nó có cái thai nhất, thai cái tâm trí thánh thiện đó, nó mới lọt, nó rốt vào cái tâm của người con. Chứ còn trong khoảng thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày đó, là người cha người mẹ thứ nhất là gì, hút thuốc nè, uống bia nè, uống rượu, là nhất là chơi game đó. Thôi cho sanh ra đứa nhỏ chắc chắn là cái chơi game hết á. Quý vị thấy á, cái đứa trẻ mà sanh ngày nay á, kể cả Việt Nam luôn á, 10 đứa trẻ hay 6 đứa trẻ là đeo gương cầm hết á. Do đó nó nói chơi ở đó mommy mang thai á, mommy chơi game. Mà được như vậy đó, quý vị biết được cái yếu tố đó, quý vị nhớ trong khoảng thời gian làm người cha người mẹ, quý vị nhớ là đừng có chơi những cái độc tố đó. Được như vậy đó, mỗi khi mà mang thai quý vị nhớ nè, là sao? Nhìn cái bông hoa, nhìn cái hình ảnh Bồ Tát. Nếu mà muốn là sanh con gái mà hiền như Đức Mẹ Hiền Quan Âm á, nhìn cái hình ảnh Bồ Tát Quan Âm. Rồi nếu mà vui vẻ như Đức Phật Di Lặc á, thì nhìn Đức Phật Di Lặc. Còn nếu mà có tinh thần hướng thượng và hướng thiện đó, là hướng hạ và hướng thượng và hướng hạ đó, là nhìn cái ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, mình nhìn những cái hình ảnh đó là cái tâm thức của người mẹ ảnh hưởng hết 80%, quý vị nhớ nha. Còn cái người con á, người cha đó chỉ có 20% thôi. Người con ảnh hưởng từ cái tâm thức người mẹ hết 80%. Mà khi á, mà mình thực hành được như vậy đó, sau này á, sanh ra đứa con đó là mẹ tròn con vuông, về lẫn nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen. Mà được như vậy đó thì chắc chắn là đệ tử của Đức Phật là một cái sứ giả hòa bình. Được á, quý vị làm như vậy đó là thánh mẫu Maria. Nếu mà thầy nói là trong khoảng thời gian đó mà thánh mẫu mới nói chơi vua Tịnh Phạn chồng của tôi đi quýnh giặc, nhớ nha, ông hàng nào mà không bắt, không lộn xộn là bắt nhốt liền. Đại khái gì đó, những cái chất bạo động nó sẽ thấm vào. Cho nên á, cái giáo dục Phật giáo á, nó nhấn mạnh về cái yếu tố giáo dục thai nhi Phật tử mình á. Hai cái bài kinh quý vị cần lưu tâm, một là bài kinh Giáo Thọ Ca Thi La Việt, kinh Trường Bộ, kinh Tăng Chi Bộ, và bài kinh thứ hai là bài kinh Thiện Sanh. Thầy có dịch ra cái bài kinh đó bằng tiếng Mỹ và tiếng Việt, thuần Việt và tiếng Mỹ luôn. Thầy dịch ra bài đó, không ai dịch tiếng Mỹ, thầy đã dịch ra rồi tiếng Anh á. Thì có trong đó có cái yếu tố giáo dục gia đình. Và trong bài kinh Vu Lan đó, bài kinh mà báo hiếu phụ mẫu trọng ân đó, cũng nói về cái 10 cái yếu tố mà 10 tháng mà chuẩn bị thai nhi đó, rất là chi tiết. Cho nên giáo dục Phật giáo đó, nhấn mạnh về thai nhi đó, giáo dục thai nhi đó quý vị, không phải là giáo dục khi mà em bé nó lớn lên và trưởng thành, mà giáo dục Phật giáo đặt nặng vào cái giáo dục thai nhi nữa. Cho nên là người con gái lành, là người con trai lành của Đức Phật, hãy lưu tâm ở chỗ này. Nhớ thời gian mang thai, thứ nhất là đừng có chơi casino, thứ hai nữa hồi xưa thì nghèo quá, bây giờ giàu rủ đi nhau casino là coi chừng. Rồi thứ ba nữa là gì, phát nguyện ăn lành ở hiền, và nhất là quý vị nhìn cái những cái hình ảnh đó quý vị, các tôn giáo bạn á, người ta rất là hay, người ta đưa cái hình của bà A, bà B, bà C, đại khái gì đó, các tôn giáo của họ đó, cho nên sanh đứa con ra nó giống người đó ghê lắm quý vị. Còn quý vị mà nhớ mà quý vị nhìn hình ảnh Đức Phật Di Lặc á, sau này đứa con nó cười miết rồi. Chứ đừng có nhìn cái anh chàng mà vô não đó, anh Gulimala đó, là sau này thân nó đi giết người tùm lum nó coi chừng. Thì tóm lại thầy chia sẻ cái ý này để cho đại chúng học thêm, nhớ là người phụ nữ là người con gái của Đức Phật, nhớ là có cái yếu tố là chăm sóc thai nhi, ăn uống đi đứng nằm ngồi để thai nhi nó trưởng thành cả đức hạnh của người cha người mẹ. Được như vậy
là người con hoàn hảo của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con học theo hạnh của Thánh Mẫu Maria và A Di Đà Phật, kính chân thầy rất nhiều. Và một câu hỏi kế tiếp của con là con thỉnh thầy chia sẻ một chút xíu về cái đạo tràng thiền của thầy cũng như là thiền chánh niệm của thầy đã triển khai ở tại Mỹ, A Di Đà Phật. Đáng lẽ ra lớp học thì hết giờ, gần hết giờ rồi, mà người thì nhiều, mà chị làm hai câu hỏi thì cho nói ra là phải thêm một cái thế bàn á. Nhưng mà thôi, sẵn đây cũng hỏi luôn, cũng trả lời luôn. Thì quý vị, thầy có biết cái bài ứng dụng thiền tập trong đời sống hàng ngày ngày nay á, mà cái phương tiện thiền, quý vị có thể vào trang web Pháp Nhãn Đắc Ngọc, thầy có để trên web cả song ngữ, quý vị coi thêm nha, rất là chi tiết, rất là rõ ràng, rất là hay, đọc rồi mà biết, cảm nhận được. Cũng như người uống nước nóng lạnh thì biết. Thì quý vị ngày nay, thế giới ngày nay quý vị, bởi vì người ta bận biểu công việc làm ăn, thời gian nó đấu tranh với công việc làm ăn, rồi tinh thần vật chất đủ thứ, cho nên họ căng thẳng nhiều lắm. Cho nên mình cái hoàn pháp ngày nay tinh thần mà để đi vào đời đó, ngoài cái việc mà tụng kinh niệm Phật ra, nhưng mà bản thân của người con Phật đó, người xuất gia và tại gia đó, phải ứng dụng thiền tập vào trong đời sống hàng ngày, thì lúc đó mới có thân an và tâm an. Mình tu cái gì đi nữa, bởi vì biết á, cái đề tài này nó rộng lắm, mà thầy nói tắt xíu thôi không, bởi vì á, cái hơi thở vào mà không thở ra là qua đời ra. Bởi vì quý vị chủ yếu tập trung nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, mà quý vị quên cái hơi thở chánh niệm đó, quên. Nhiều khi mình làm, mình kiếm tiền, mình làm đủ thứ chuyện, nhưng mà quên cái hơi thở. Mà cái người mà quên hơi thở là mình, mà người mà nhớ hơi thở cũng là mình. Mà cái người mà biết được trân quý lời dạy Đức Phật thành đạo cũng là nhờ cái hơi thở chánh niệm. Mà có hơi thở chánh niệm là mình có chất an, chất đạt. Thì cái ngày nay mà hoàn pháp cho cái đất nước sở tại của mình, hoặc là cho phương Tây nói chung, thì quý vị chỉ có thiền học mới đem cái lời dạy Đức Phật vào cái xã hội mình đang sống thôi. Còn quý vị mà hướng dẫn cái gì mà của mình, riêng của mình á, vân vân và vân vân, thì nó ứng dụng không có nhiều. Chỉ có thiền tập là phương Tây người ta học và người ta đón chào rất là nhiều. Người ta đến với Đạo Phật á, người ta hiểu trước người ta mới học. Còn mình đến với Đạo Phật á, là mình tin trước, tin nhiều khi nói sám hối, tin nhiều khi tin mù quáng nữa. Má bày con bắt trước, tới coi Phật á, Nam Mô Phật con cúng này chuối bình bông, coi Đức Phật như ông thần, ngày mai cho con trúng số. Nhiều góc độ, cái đề tài đó rất là lớn. Nhưng mà qua cái câu hỏi này, thầy nói tóm lại là một người con Phật hay không phải con Phật, dù môi trường nào, không gian nào, dù ở góc độ nào, dù gia đình khác nhau, dòng họ khác nhau, tên tuổi khác nhau, nhưng mà nhớ dành thời gian để thực tập hơi thở chánh niệm, thở vào, thở ra là hoa tươi mát. Nói theo như làng Mai nói đó, mình trân quý hơi thở là mình biết mình còn hạnh phúc, mình còn nhìn nhau, mình còn thấy nhau, mình trân quý sự sống, vui lắm, hạnh phúc lắm. Còn mà mình làm mấy cái khác mà cái hơi thở mình quên đó, quý vị nhớ cái này nè, ăn á, có thể nhịn được ngày, một tuần, nhưng mà thở nhịn 5 phút là đi du lịch rồi nè. Quý vị thấy không? Thì thời gian hết rồi, nhưng mà câu hỏi thì nhiều lắm, nhưng mà hôm nay thầy nhân cái câu hỏi này, thầy chia sẻ gì đó, thì trước khi mà dứt lời, thì nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, trước hết là chúng con đảnh lễ Tam Bảo, thứ hai là chúng con đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni ở nhiều phương khác nhau, đặc biệt là chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử ở trong Zoom này, luôn luôn lúc nào cũng cùng đi trên đường vui tu tập giải thoát làm ăn lạc cuộc đời. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đảng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý Phật tử gần xa, quý Phật tử trong Zoom, chư Tôn Đức tông Zoom được an lành trong chánh pháp. Xin hoan hỷ và tán thán. Nam mô Phật. Dạ, như là Phật, thì trước khi chính thức tỉnh thầy và hướng thì con chúng con cũng xin thông báo cho chương trình thứ năm tuần sau, mong quý vị cũng dành thời gian để tham dự chính pháp. Thì tuần sau với đề tài là sự ra đời của Thái tử Úc Chặt Đa,
sự kiện lớn nhất trong lịch sử như vậy là do thượng tọa Thích Hoàng Thai thuyết giảng và người dẫn chương trình đó là Thích Âm. Thì ngay sau đây thì chúng con xin gửi thầy chúng dân chúng con các pháp hồi hướng ạ. Dạ, bây giờ xin đại chúng mình chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Chúng sanh không số lượng, thề nguyện đều độ khắp phiền não không cùng tầng, thề nguyện đều dứt sạch pháp tu không kể xuyên, thề nguyện đều thực hành Phật đạo không gì hơn, thề nguyện điều viên thành Bồ Đề Diệu Pháp biến trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thượng an lạc. Bồ Đề Diệu Pháp biến trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thượng an lạc. Bồ Đề Diệu Pháp biến trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thượng an lạc. Trước khi dứt lời và tạm biệt đại chúng, một lần nữa chúng con kính chúc chư tôn đức tăng ni và đặc biệt là quý thượng tọa, nhân cái cách đây khoảng hơn tháng ta gặp thượng tọa Hạnh Tấn, thượng tọa Quảng Đạo và thượng tọa Đồng Văn, nhờ cái duyên kết nối như vậy đó thì quý thượng tọa, nhất là thượng tọa Hạnh Tấn có nhà ý mời chúng con tham gia cái lớp chia sẻ Phật pháp hôm nay. Buổi hôm nay đã thành công là nhờ cái hạnh của quý thượng tọa. Chúng con kính lễ quý thượng tọa và kính chúc quý ông quý ngài và quý Phật tử được trọn vẹn cái hạnh, cái tính, cái nguyện của người con Phật nhân cái mùa Phật đản năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và cũng kính chúc MC Thiện Thảo và đại chúng được an lành. Xin dừng ngang đây. Nam mô Phật, Nam mô Pháp và Nam mô Tăng. Hy vọng chúng con có dịp gặp lại bên recording stopped. Thầy luôn á, thầy không phải qua Zoom luôn thầy. Dạ. Cũng hy vọng rằng thời gian khi mà Covid rồi bớt đó, mỗi giờ thích hợp thầy có mỗi giờ thầy sẽ có dịp đi châu Âu. Bây giờ mình có đủ nói theo ở ngoài là có đủ thần thông rồi, cho nên mình bay nó được. Dạ, rất là vui được sinh hoạt hôm nay. Dạ, Nam mô Phật. Thì kính chúc đại chúng ngủ ngon, chị MC Thiện Thảo ngủ ngon nha. Xin thầy giờ mấy giờ rồi? Hiện giờ là bây giờ là 3 giờ 10 phút. Chiều. Dạ, 3 giờ chiều á. Dạ, giờ thầy cũng nghỉ ngơi rồi, thầy cũng mệt lắm rồi, không như vậy thầy. Dạ, Nam mô Phật. Thầy xin dừng ở đây nha. Cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Dạ. Cảm ơn thượng tọa anh Tấn nha, thượng tọa ngủ ngon. Khi nào có dịp gặp giống như chị Thiên Thảo nói đó, không có gặp kiểu không gian nữa mà gặp người thật anh thật nha. Dạ, rất là hy vọng nha, đón mừng thượng tọa đến châu Âu trong thời gian sớm nhất ạ. Dạ, Nam mô Phật, cảm ơn thượng tọa nhiều. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ đại chúng mình dừng ở đây nha. Chúc quý thương tọa và quý ô quý ngài ngủ ngon, chị Thiên Thảo ngủ ngon. Nam mô Phật. Hãy dừng nha.